Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn Thạch Trư ngay sau đây. Lúc bấy giờ, Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính tái mét mặt kêu lên. Vị cự nhân Phục Hy đang ngẩng lên nhìn họ kia, đột nhiên khí tức đại biến, hai mắt đỏ quạch, giống như một con dã thú bước ra từ thời đại cổ xưa vậy. Nghĩa phụ sao? Cổ họng của Phục Thương vang lên tiếng gầm nặng nề, lặp lại từ đấy, vẻ mặt không rõ là bi hay nộ hay là chế giễu. Tinh hà quanh người hắn giống như những con rắn lớn quấn chặt, không ngừng thít lại, nhưng bị khí tức cuồng bạo của hắn đánh bật ra liên tục. Nghĩa phụ! Phục Bảo Chính run rẩy nói: Người còn nhớ con không? Con là Bảo Chính đấy, đích thân người đặt tên cho con để con bảo vệ chính đạo. Bảo Chính, nghĩa tử của ta sao? Sự châm chọc trên vẻ mặt Phục Thương càng thêm rõ rệt, lẩm bẩm nói: Bảo vệ chính đạo ư? Đúng rồi, người lê đít tới dưới trướng của ta là ta bảo ngươi chuyển thế tới bộ lực của ta. Ta nhận ngươi làm nghĩa tử, truyền thụ cho ngươi công pháp tuyệt học. Lúc nào ta cũng nghĩ, rốt cuộc ta đã thu nhận cầm thú gì làm nghĩa tử đấy? Ta là tội nhân, là tội nhân. Phục Bảo Chính giận cả tóc gáy. Phong Thần Vĩnh thì tươi cười, lắp bắp nói: Hoàng Thái Tử, ta là Phong Thần Vĩnh của Hầu Điều Bộ, ngài còn nhớ không? Chúng ta là đồng tộc, là huyết thân, ta không phải chuyển thế. Nhớ chứ, đương nhiên ta nhớ ngươi. Con mắt khổng lồ của Phục Thương phản chiếu thân ảnh của hai người, nói nhỏ: Khi ta gặp ác mộng, thường xuyên thấy cảnh tượng các ngươi đổ sát đồng tộc. Ta còn nhớ tiếng cười khi các ngươi giết chết đồng tộc, còn nhớ vẻ mặt của các ngươi. Mỗi khi nhớ tới ngươi còn hung tàn hơn họ, là ta không rét mà run. Rốt cuộc ngươi là ác ma gì, sao lại độc ác như vậy? Phong Thần Vĩnh chán túa mồ hôi lạnh, từ từ lùi về phía sau, tiếng nói đã khàn đặc: Hoàng Thái Tử, sinh không đúng thời thế thì phải chịu. Phục Khi thần tộc ta nên phải diệt vong. Ta chỉ là thuận theo ý trời, ngài cũng là làm theo ý trời, chúng ta cũng như nhau thôi. Phục Bảo Chính chậm rãi cũng lùi về phía sau, cơ mặt co giật cười gượng: Nghĩa phụ, còn nhớ những đứa trẻ năm đó của người không? Con là nhi tử của người, hổ ác không ăn thịt con. Người nhân tử như vậy chắc chắn sẽ tha cho chúng con đúng không? Tha cho các người sao? Phục Thương giọng nghẹn nghẹn, bàn tay tóm tới: Thì ai tha cho ta đây? Giết hắn đi! Phong Thần Vĩnh vận pháp lực tu vi, tới lên thất đại chư thiên rồi hét lớn: Tên già này bị chấn áp lâu như vậy, thực lực không bằng trước kia đâu. Chúng ta lên thủ có thể giết được hắn. Dùng long xà hợp kích đi. Được! Phục Bảo Chính nói lớn: Không làm thì thôi, đã làm thì là làm đến cùng. Giết chết hắn rồi nói sau. Hắn còn chưa nói xong, Phong Thần Vĩnh đã lao ra ngoài, bất giác ra đầu tê dại, phẫn nộ hét: Thần Vĩnh, ngươi! Trong cổ họng của hắn phát ra tiếng động kỳ quái, bị bàn tay to lớn của Phục Thương tóm lấy người. Bàn tay đấy dùng lực mạnh như vậy, ép hết không khí trong ngực hắn ra ngoài. Lục đạo luân hồi sau đầu hắn lần lượt bị dập tắt. Đó là Phục Thương đã đè nén, khiến cho tất cả bí cảnh trong nguyên thần và nhục thân của hắn đóng lại. Bảy tòa chư thiên trên đỉnh đầu của hắn cũng phát ra tiếng nổ tanh tách. Từng tòa chư thiên biến dạng sụp vào bên trong. Phục Thương đè khiến chúng vỡ vụn. Đại đạo đồ đằng trong chư thiên đều bị ép vỡ. Vô số ngôi sao trong chư thiên tắt ngúm, lục đạo cũng rã rời. Tim gan phèo phổi ruột thận của hắn đều bị ép bắn ra từ mồm. Ai biết được những năm tháng qua ta phải chịu dày vò thế nào đấy? Phục Thương vẻ mặt cuồng điên, nửa cười nửa khóc. Có ai biết những năm qua ta phải sống thế nào? Ai biết lòng ta khổ sở biết bao? Phong Thần Vĩnh không thoát ra được lục đạo giới châu,
bị tay còn lại của Phục Thương bắt được, hét lớn: Phục Thương, ngươi không giết được ta, ngươi cũng là phản đồ của Phục Khí thôi, ngươi không có tư cách giết ta. Phục Thương Hoàng Thái Tử coi như không nghe thấy, thần nhãn bắn thần quang phong ấn Phong Thần Vĩnh lại, hai mắt hắn nhìn chăm chăm vào Phục Bảo Chính, trong đó một trong bốn cánh tay kéo tinh hà quấn chặt Phong Thần Vĩnh lại, ba cánh tay khác của hắn thì ôm lấy Phục Bảo Chính. Thần nhãn của ngươi là ta cho. Phục Thương giọng run rẩy: Tại sao ta lại cho ngươi thứ vũ khí lợi hại để đổ sát đồng tộc như vậy? Phục Bảo Chính kêu lên thảm thiết, con mắt thần nhãn trên mi tâm bị hắn móc ra. Tiếng của Phục Thương lầm bầm như tụng kinh vậy: Âm dương thiên nhãn của ngươi cũng là ta cho, giờ ta phải lấy lại. Tiếng kêu của Phục Bảo Chính khiến cho Phong Thần Vĩnh lạnh toát người, thấy hai mắt của hắn bị Phục Thương móc ra. Phong Thần Vĩnh bị trói trên tinh hà, run rẩy nói: Đồ điên, Phục Thương Hoàng Thái Tử, ngươi đã điên rồi. Lợi của ngươi cũng là ta cho, ta phải lấy lại. Đầu của ngươi cũng là đầu của Phục Khi thị ta, cũng là ta cho. Mũi ngươi cũng là của ta cho, cả cổ họng ta phải lấy đi, còn cả đôi tai này ta phải lấy lại thần tâm của ngươi, còn cả phổi xương sườn của ngươi cũng là của Phục Khi thị, cũng phải lấy đi. Một thân vảy rồng tiên tiên này cũng là của Phục Khi thị ta, ngươi không xứng đáng có nó đâu. Tiếng cạo vảy chói tai vang lên, Phục Thương cạo sạch vảy rồng tiên tiên ở trên người Phục Bảo Chính, rồi thò tay vào cổ họng túm lấy xương sườn, rút ra từng dải xương sống giống như đại long, lẩm bẩm nói: Đây là xương sống của Phục Khi thị, ngươi không xứng có xương sống của Phục Khi thị, đuôi rắn tiên tiên ngươi cũng không xứng. Mau cởi bộ da của Phục Khi thị ra cho ta, còn cả thần huyết của Phục Khi thị trả lại tất cả cho ta, trả lại. Phục Bảo Chính một thân thần huyết bị rút cạn kiệt, hắn đã bị lột sạch, xương cũng bị Phục Thương tháo đi, chỉ còn lại một đống thịt, không có nửa giọt máu. Phục Khi trên thân mà hắn tự hào đã tan rã hoàn toàn, trên đống thịt khô kia, nguyên thần của hắn vẫn bị Phục Thương nắm ở trong tay. Phục Thương nhìn nguyên thần của hắn rồi lẩm bẩm nói, rất nhẹ nhàng, rất từ tốn: Nguyên thần này cũng là linh của Phục Khi thị ta, con à, trả lại nó cho nghĩa phụ đi thôi. Không. Nguyên thần của Phục Bảo Chính thét lên như muốn toạc phổi, cơn đau vô biên truyền tới. Phục Thương cưỡng chế tách linh vào hồn của hắn, rút linh của Phục Khi thị từ trong nguyên thần của hắn ra. Cơn đau đấy khó lòng tưởng tượng, khổ hình khủng bố nhất thế gian chẳng qua cũng chỉ là như vậy, còn lâu mới sánh được cơn đau từ sâu trong linh hồn của hắn. Thời gian để Phục Thương rút linh của hắn ra không lâu, nhưng khiến cho hắn cảm giác mỗi giây dài như cả vạn năm, thực sự quá đau đớn. Đó là cơn đau khi bị xé linh hồn. Cuối cùng Phục Thương tách linh vào hồn của hắn ra, hồn phách của Phục Bảo Chính sững sờ nhìn linh của hắn bị Phục Thương nghiền nát. Cảm ứng giữa hồn phách và linh của hắn vẫn còn. Khi linh bị nghiền nát, cảm giác linh hồn trống rỗng thực sự khó chịu, khôn tả, mất mát khôn cùng, đau đớn tới cực điểm. Ta sẽ không giết ngươi. Phục Thương sắc mặt tối tăm, cúi nhìn hồn phách của Phục Bảo Chính trong tay mình rồi nói nhỏ: Sao ta có thể giết con của ta được? Giết người cũng mãi mãi không thể rửa sạch được tội nghiệp trên người của ngươi, không thể xóa bỏ được thù hận trong tim của ta. Quanh người Phục Bảo Chính hiện lên một cái lục đạo luân hồi nho nhỏ, dần dần lớn lên bao trùm lấy hắn. Phục Bảo Chính sững người, đột nhiên thiên linh của mình không biết từ khi nào lại trở lại, xương cốt, thần huyết, mắt, tim gan, phèo phổi cũng lần lượt trở lại trên người của hắn. Pháp lực của hắn cũng trở lại, nguyên thần biết cảnh lại mở ra, chư thiên hồi phục lại như xưa. Phục Bảo Chính vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đang định bỏ chạy thì đột nhiên một bàn tay lớn tóm tới. Phục Bảo Chính kinh hãi ngẩng lên nhìn thì thấy Phục Thương, đó là khuôn mặt khóc không ra nước mắt, gương mặt đau đớn hơn chết. Tha cho các ngươi thì ai tha cho ta đây? Tiếng của Phục Thương vọng tới, rồi nguyên thần biết cảnh của Phục Bảo Chính bị chèn ép đóng lại, thất đại chư thiên bị phá hủy, lục đạo luân hồi lại tan rã, tim gan phèo phổi lại bị ép ra khỏi lồng ngực. Thần nhãn của ngươi là ta cho. Phục Thương run rẩy nói: Tại sao ta lại cho ngươi thứ vũ khí lợi hại để ngươi đổ sát đồng tộc như vậy? Lưỡi của ngươi, thần tâm của ngươi, cởi bộ da Phục Khi thị ra, nguyên thần này cũng là linh của Phục Khi thị. Phục Bảo Chính như đang trong cơn ác mộng, lại trải qua sự đau đớn như lần trước, linh lại bị tách ra. Quan trọng là ký ức về lần trước của hắn vẫn còn,
vẫn còn nhớ cơn đau như tan nát tim gan đấy. Sau khi cơn đau đó qua đi, hắn lại thấy mình hồi phục như xưa, rồi lại thấy Phục Thương tóm lấy, rút gân lột da của hắn, tách linh hồn của hắn ra, lại khiến hắn trải qua cơn đau không thể chịu đựng được. Ai sẽ tha cho ta đấy? Tiếng nghẹn nghẹn của Phục Thương vang lên. Cởi bộ da của Phục Khi Thị ra. Ác mộng của thời không luân hồi. Đây là thời không luân hồi. Phục Bảo Chính thét lên, cố giãy giụa muốn thoát khỏi cơn ác mộng luân hồi này. Trong tay Phục Thương Hoàng Thái Tử, sáu quầng sáng khẽ chuyển động, hết lần này tới lần khác, thay đổi thời gian không gian, khiến cho Phục Bảo Chính hết lần này tới lần khác trải qua cơn đau đấy. Mỗi lần đau đều là mới, đều là cơn đau không thể chịu đựng nổi. Phục Bảo Chính sẽ bị phong ấn trong sự luân hồi này mãi mãi, vĩnh viễn phải chịu cơn đau như xé gan xé phổi, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Hồn phách của hắn sẽ nhớ cơn đau đấy, mỗi lần đau đớn đều không thể quên. Còn Phong Thần Vĩnh trói trong tinh hà, sững sờ nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt đầy sợ hãi, khiến hắn không có bất cứ dũng khí nào nữa. Ngay cả tư duy dường như cũng bị dọa cho sợ, không thể hoạt động, mồm chỉ lặp đi lặp lại một câu: Ngươi không được giết ta, ngươi cũng là phản đồ, ngươi không có tư cách giết ta. Đúng là ta không có tư cách giết ngươi, ta là phản đồ, ta là phản bội chủng tộc của chính mình. Phục Thương sắc mặt tối tăm, lẩm bẩm nói: Ta là tội nhân của chủng tộc, là tội nhân tội ác còn lớn hơn các ngươi. Cũng may trên thế gian này còn có một Phục Khí có tư cách giết ngươi. Ta sẽ giao ngươi cho hắn, hắn sẽ xử trí ngươi. Giao ta cho hắn sao? Phong Thần Vĩnh ánh mắt thất thần, cười hề hề: Thế gian này chỉ có một Phục Khí giã sinh, tên Phục Khí đấy vẫn còn ở 3000 lục đạo giới, ngươi không tìm được hắn đâu, hắn bị vây khốn ở nơi đấy rồi. Hắn đột nhiên dùng mình nhớ tới Trung Nhạc. Tên Phục Khí giã sinh đó vẫn luôn ở Tử Vi, vẫn luôn ở bên cạnh ta. Dịch Quân Vương, hắn chính là tên Phục Khí giã sinh đó sao? Hai mắt của hắn sáng lên, thân người run rẩy. Ta có bí mật lớn này, nếu báo tin này thì chắc chắn sẽ được ban thưởng kinh người. Ta phải sống, phải thoát khỏi đây, dựa vào bí mật lớn này hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Mà lúc này Trung Nhạc vào trong lục đạo giới châu, lạnh lùng nhìn Phong Thần Vĩnh nói: Hoàng Thái Tử, Trảm Thần Đài đang được xây dựng, vẫn còn thiếu một cái đầu để tế đài. Ta đã phong ấn hắn rồi, ngươi đi hành hình đi. Phục Thương giơ tay chấn áp Phong Thần Vĩnh. Ngươi không đi quan lễ sao? Trung Nhạc hỏi. Phục Thương mặt tối lại: Ta không xứng. Trung Nhạc trầm mặc, tóm lấy Phong Thần Vĩnh trong tay, ngẩng lên nhìn Phục Thương rồi khẽ nói: Cái nhà tù này đã không nhốt được ngươi lâu rồi, ngươi có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, nhưng lúc nào ngươi mới ra khỏi được cái nhà tù tâm linh này đây? Thân thể Phục Thương run lên, ngẩng lên nhìn thế gian bên ngoài lục đạo giới châu. Ra ngoài sao? Đúng, ra ngoài, giống như một Phục Khí vậy. Sự sợ hãi trong mắt Phục Thương càng thêm rõ rệt, vội vàng lắc đầu. Ta không ra ngoài, ta không muốn ra ngoài. Bên ngoài toàn là thi cốt cá, toàn là ma quỷ. Ma quỷ để ăn máu thịt của ta. Họ biết là ta đã hại chết họ, ta không ra. Trung Nhạc nhíu mày, bên ngoài toàn là ma quỷ sao? Là ma quỷ trong tim hắn mới phải. Trong lòng hắn hối hận chính là quỷ trong tim hắn. Hắn áy náy hối hận, thế giới bên ngoài chính là quỷ đòi mạng hắn. Chầu giống của Trung Sơn Thí, tên Hoàng Thái Tử này hết cách cứu rồi. Tân Hỏa vạn phần thất vọng, lắc lắc đầu nói: Người tặng những tên phản đồ Phục Khí này cho hắn để đánh thức huyết tính trong hắn chỉ là vô ích mà thôi. Đạo tâm của hắn tan tành rồi, không quay lại được nữa đâu. Trung Nhạc lắc đầu: Không phải ta muốn hắn quay lại, mà là Phục Khí thần tộc cần hắn trở lại, cần hắn phấn chấn lên. Phong Thần Vĩnh nghe được những lời đó, trong lòng chấn kinh. Tên tiểu tử này quả như là Phục Khí giã tính kia. Thoát khỏi đây, chỉ cần thoát khỏi đây thôi là có thể bán tin tức này với giá cao rồi. Vinh hoa phú quý trong tay ta, cả chấn thiên quan, ngoài Phục Thương ra thì không có ai có thể giết được ta cả. Vì thế ta vẫn còn cơ hội. Chấn thiên quan, màn trời màu bạc dần tan ra, thiên hạ trở lại bình thường. Đông đảo thần ma đang quét dọn chiến trường, sửa lại thuyền chiến và thần binh bị hư tổn, có một số đang phải trị thương. Lần này Trung Nhạc để họ nghênh chiến hai đế quân đại viên mãn, hai vị thượng cổ đại thần thông giả, có thể nói thật sự đã kích phát tinh thần chiến đấu của họ. Trước kia chẳng ai có thể nghĩ họ có thể tranh cao thấp với thượng cổ đại thần thông giả.
nhưng giờ họ đang cảm nhận được đấu chí vô biên. Đương nhiên, đế kích chi thuật của Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính oanh phá đại trận của họ cũng thể hiện được vĩ lực kinh thiên động địa của thượng cổ đại thần thông giả. Nhưng dù sao, họ cũng là thượng cổ đại thần thông giả, trận chiến này tuy bại nhưng vẫn quang vinh. Hơn nữa, Trung Nhạc một đao tách hai người, chặt đứt đuôi rắn, phá đế kích chi thuật của họ, như vậy đã vô cùng khiến cho lòng người phấn chấn. Quân tâm khả dụng, 28 tòa chư thiên trên cao, chư thiên chư lực cuồn cuộn tràn xuống, một tòa chảm thần đài đã được dựng lên. Trên đấy, có chư thần đang dẫn động chư thiên chư lực, không ngừng tế tự tòa thần đài này đã sắp kết thúc rồi. Trung Nhạc đã truyền lệnh sẽ chém đầu một trong hai vị đại thần thông giả trên chảm thần đài này để mà thị uy. Chém đầu một thượng cổ đại thần thông giả để thị chúng sao? Việc này sẽ chấn động lòng người như thế nào đây? Tiên sinh, việc này có cần thông báo cho phụ thần của ta biết không? Mục Tô Ca thấy Trung Nhạc nhấc cổ Phong Thần Vĩnh tiến tới thì vội vàng tới hỏi. Trung Nhạc cười: có lẽ bệ hạ giờ đã biết rồi, nhưng hai tên phản đồ này là do bệ hạ phái tới, đúng là nên thông báo cho bệ hạ một tiếng. Điện hạ, ngài phái sứ giả hoặc dùng đồ đăng thần chú liên lạc với bệ hạ là được. Chả ta đã biết rồi sao? Mục Tô Ca cự người lập tức sực hiểu, ý của Trung Nhạc là trong Chấn Thiên Quan có thân tín ẩn mình của Tiên Thiên Đế Quân, lúc này đã thượng báo cho Tiên Thiên Đế Quân rồi. Mục Tô Ca có phần lo lắng, vội vàng nói: tiên sinh, phụ thần ta... Trung Nhạc xua tay cười nói: quân thần tuy thân thiết nhưng cũng phải đề phòng, bệ hạ để lại tai mắt bên cạnh ta cũng là chuyện bình thường thôi, Tô Ca điện hạ không cần phải bận lòng. Mục Tô Ca yên tâm nói: ta không biết giờ nên bẩm báo thế nào, nhưng ta chắc chắn sẽ báo cáo đúng sự thật. Trung Nhạc gật đầu. Mục Tô Ca vội vàng lấy ra đồ đằng thần trụ nói: vậy ta liên lạc với phụ thần ngay. Trung Nhạc nhấc Phong Thần Vĩnh tiến về chảm thần đài. Phong Thần Vĩnh cuống cuồng định há mồm nói, thế nhưng không phát ra bất cứ âm thanh gì, trong lòng kinh hãi. Phục Thương phong ấn mọi thứ của ta rồi. Hắn không thể phát ra tiếng nói, không thể điều khiển nguyên thần, không thể dùng tinh thần pháp lực, càng không thể động đậy. Trên chảm thần đài, Trung Nhạc nhìn quanh thấy đông đảo các tạo vật chủ đang khắc đồ đằng văn lý vô cùng phức tạp, tạo thành rãnh dẫn máu trên đài. Một vị tạo vật chủ tiến về phía trước là Nanh Hoàng của Nanh tộc, cúi người dẫn Trung Nhạc tới trước tù đài, lên tiếng nói: mời chúa công xem, đây là nơi chém đầu. Chủ đài mở ra là có thể đè phạm nhân bên trong, khóa chặt nhục thân nguyên thần của hắn, khóa hết mọi thần thông biến hóa của hắn ta. Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát thấy trên dưới tù đài đều có một đại đạo đồ đằng văn phức tạp quỷ dị thâm sâu khó hiểu, có lẽ là một loại phong ấn pháp môn, cho dù là hắn thì cũng không thể nhìn ra được sự ảo diệu ở bên trong đó ngay được. Nanh Hoàng cười nói: khi đao đầu tiên chấm đứt đầu thần ma, máu chảy ra, máu tươi sẽ chảy vào trong những rãnh này, kích phát đồ đằng văn trên đài, móc lấy nguyên thần và nhục thân của phạm nhân. Có những thần ma thần thông quảng đại, đao đầu tiên chưa chắc chém chết được, đầu chém rồi lại mọc đầu khác. Còn máu của hắn chảy ra sẽ kích phát đồ đằng văn, có thể khắc chế bất tử chi thân và bất tử nguyên thần của hắn. Đến khi nhục thân mọc ra cái đầu khác, đao chém lần nữa sẽ giết được cả nguyên thần và nhục thân. Trung Nhạc tán thưởng: thật không hổ là Lanh tộc, chạm thần đài đúng là kỳ diệu. Nếu đao thứ hai vẫn không giết được hắn thì sao? Vậy thì tới đao thứ ba. Lanh Hoàng cười gằn: đao thứ ba thì không tầm thường, mời chúa công nhìn bên này. Hắn đi xuống ra mặt sau của chạm thần đài, thấy phía đó là một cái hồ rất lớn, trong hồ không có nước, đáy hồ và thành hồ cũng được khắc vô số đồ đằng văn phức tạp. Đây là oan hồn chi, oan hồn thần ma chết ở thần đài sẽ được tích tụ ở trong này, tinh khí huyết nhục khi còn sống của chúng sẽ biến thành dưỡng phần cho hồ. Đao thứ ba vung lên sẽ điều động năng lượng ở trong oan hồn chi bạo phát công kích hủy diệt nguyên thần và linh hồn. Nanh Hoàng cười hề hề, gương mặt càng thêm hung ác. Lanh tộc ta và Tranh tộc tuy bản lĩnh không mạnh lắm, thế nhưng các đời tiên đế tạo chạm thần đài đều dùng người của hai tộc ta, ngay cả thiên công thần tộc cũng không thể sánh được. Trong Lanh tộc ta còn giữ bản nguyên vẹn chạm thần đài, nếu có Tranh tộc trợ giúp thì càng hoàn hảo. Trung Nhạc tim khẽ động, Tranh tộc là chủng tộc dưới trướng Hạo Anh thị, khi hắn gặp Phục Bảo Sơ lợi dụng Tranh tộc hại chết Phục Bảo Sơ, Tranh tộc cũng chết một vị lão tổ tông. Nhưng Hiếu Anh thị là đế tộc
lôi kéo họ có lẽ không dễ dàng gì. Công pháp thần thông của tranh tộc là chuyên phá nhục thân, đao được luyện từ sừng của đế quân họ, cho dù là nhục thân của đế quân cũng bị một đao chém chết. Còn đao được luyện từ móng vuốt của nanh tộc ta, chuyên chạm nguyên thần, bất cứ nguyên thần nào cũng sẽ bị chém đứt thôi. Đương nhiên thượng cổ đại thần thông giả thì hơi khó. Nanh hoàng nói, giờ trong oan hồn chi không có oan hồn nào cả, cũng không có tinh huyết tích tụ. Nếu là chạm thần đài của thiên đình, có tranh hoàng ở đây, ta và hắn liên thủ thì có thể chém chết tên này được. Hắn phấn khích nói, dùng máu của đại thần thông giá huyết tế chạm thần đài, uy năng chắc chắn sẽ cường hãn tới mức đáng sợ. Trung nhạc gật đầu, người áp giải hắn lên, triệu tập tướng sĩ chấn thiên quan. Nanh hoàng lĩnh mệnh áp giải Phong Thần Vĩnh lên đài, trói chặt hắn ở trên thềm đá, khóa mọi thần thông biến hóa của hắn. Các bộ đại quân chấn thiên quan tập trung dưới chạm thần đài, các lộ thần tướng đứng sừng sững hai bên, thậm chí ngay cả ma thần của Âm Khang Thị cũng tới đây xem. Âm Phụ Khang và các vị tộc lão cũng tới. Cô già, hắn là do Tiên Thiên Đế Quân phái tới, người giết hắn rồi thì ăn nói thế nào với Tiên Thiên Đế Quân đấy? Âm Phụ Khang hỏi. Chỉ cần bẩm báo một tiếng thôi, không cần phải ăn nói gì. Trung Nhạc cười nói, cô già thật bá khí. Âm Phụ Khang dừng ngón tay cái lên tán thưởng, bá khí tới mức sắp làm cung chủ của Tiên Thiên Cung rồi. Nếu Tiên Thiên Đế Quân chém đầu ngươi thì lão tử không giúp ngươi được đâu. Nhạc phụ nghĩ nhiều rồi. Trung Nhạc bật cười truyền lệnh, đao phủ đâu? Nanh hoàng tiến lên, đao phủ tại đây. Trung Nhạc gật đầu, Phong Thần Vĩnh có ý mưu phản. Khoan! Đột nhiên một tiếng nói từ bên ngoài chấn thiên quan vọng vào, Dịch Quân Vương, khoan đã nào. Trung Nhạc nhìn theo tiếng hướng nói, thấy một vị thần tướng toàn thân mặc khải giáp bước vào trong tinh hà rồi nói lớn, khoan hãy xuống tay. Trung Nhạc đứng dậy lệnh mở cổng thành rồi cười nói, ồ thì ra là đại đô thống của Tà Dực Lũy Bích Quan, thật kính rồi, không biết đại đô thống tới có việc gì đây. Vị thần tướng đó là một vị đế quân đạo hiệu Đa Âm Đế Quân, ôm một cây đàn tỳ bà tươi cười nói, phó đô thống là phó đô thống thôi, giờ chưa phải đại đô thống. Đại đô thống vẫn còn sống mà. Phạm vi thế lực chấn thiên quan có song dực nhất thủ, thủ là chấn thiên quan, song dực Tả Dực Lũy Bích Quan và hữu dực Ngự Thiên Quan. Đa Âm Đế Quân là phó đô thống của Tả Dực, Trung Nhạc từng gặp một lần ở Tiên Thiên Cung. Trung Nhạc cười nói, đại đô thống không phải là đã già rồi sao? Sớm muộn gì người cũng tiếp nội vị trí của hắn, trở thành đại đô thống thôi. Đa Âm Đế Quân tươi như hoa vội nói, tiên sinh khách sáo rồi. Tiên sinh, ta được đế quân truyền tin bảo ngươi hãy hạ thủ lưu tình. Đế quân nói ngài đã biết chuyện Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính tạo phản là ngài suy nghĩ không chú đáo, nhưng tội của chúng không tới mức phải chết đâu, mong tiên sinh hạ thủ lưu tình. Đế quân đã cho sứ giả lên đường, không lâu nữa sẽ mang ý chỉ của ngài tới đây, bảo ta tới trước thông báo. Trung Nhạc mời Đa Âm Thế Quân ngồi, hắn lên tiếng nói, sư huynh cũng biết đấy thôi, Phục Bảo Chính ngu muội vô tri đã phục pháp bị ta luyện chết rồi. Đa Âm Đế Quân trợn mắt giật mình, thất thanh kêu lên, sao đã có một đại thần thông giá bị luyện chết rồi sao? Trung Nhạc thản nhiên nói, hai tên nghịch tặc này nói muốn tạo phản làm loạn, muốn lấy mạng ta và thần ma toàn bộ chấn thiên quan dâng lên cho thiên đình để lấy công tiến thân, ác đồ như vậy ai dám giữ đấy. Đa Âm Đế Quân khó xử nói, đế quân muốn giữ hắn. Sư huynh, người cứ ngồi quan lễ, bệ hạ cứ để ta nói chuyện. Trung Nhạc hạ lệnh, đao phủ hành hình. Nanh hoàng há mồm rút ra một thanh ma đao, ma đao vừa xuất hiện âm phong nổi lên, hắn tiến về phía Phong Thần Vĩnh. Thủ hạ lưu tình. Bên ngoài có tiếng hét lớn, Trung Nhạc nhíu mày đứng dậy nhìn, Đa Âm Đế Quân cũng đứng dậy cười nói, phủ nhai lão đạo tới rồi. Một vị lão giả vội vàng vượt tinh hà, chính là đại đô thống của Ngự Thiên Quan, cuống cuồng nói, tiên sinh đao hạ lưu tình, đao hạ lưu tình, đế quân chuyển tin cho ta bảo ngươi đừng giết họ vội, sứ giả của ngài đã lên đường rồi. Ồ tiên sinh, ngươi đã chấm chết một người rồi sao? Chỉ còn lại một thôi sao? Sư huynh mời ngồi.
Trung Nhạc vội mời Phủ Nhai Đế Quân ngồi rồi lên tiếng: "Hành hình." Phủ Nhai Đế Quân vừa ngồi xuống, nghe thế lập tức nhảy dựng lên. Trung Nhạc xua tay: "Sư huynh có thấy tướng sĩ của ta ở đây, người đầy vết thương không? Thấy Chấn Thiên Quan đã nhiều thêm một bộ phận hay không? Hai tên nghịch tặc này suýt chút nữa đã giết chết 5.000 vạn thần ma Chấn Thiên Quan. Không giết chúng thì ta sao có thể khiến cho các tướng lĩnh thần phục được đây? Huynh cũng là danh tướng dẫn quân, chắc hiểu đạo lý này." Phủ Nhai Đế Quân nghe vậy thở dài không nói gì. Nanh Hoàng vung đao chém xuống. Trên không trung 28 tòa chư thiên đều bắn ra một chùm sáng lên thanh Trảm Hồn Ma đao đấy. Đao quang chém xuống keng một tiếng, giống như chấm lên kim thạch. Uy năng của 28 tòa chư thiên giúp uy năng của ma đao bạo tăng. Ma đao lập tức chém xuống 3 tấc trên cổ của Phong Thần Vĩnh. Nanh Hoàng lại vung đao chém xuống. Nhưng lúc này Mục Tô Ca lưỡng lự nói: "Tiên sinh, phụ thân ta muốn nói chuyện với tiên sinh." Hắn tế đồ đằng thần trụ nhưng đột nhiên nổ tung, đồ đằng văn bay ra tự tạo thành hình dạng của Tiên Thiên Đế Quân. "Dịch Quân, thủ hạ Lưu Tình." Tất cả thần ma vội vàng đứng dậy, Phủ Nhai Đế Quân cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy. Trung Nhạc cúi người: "Bệ hạ." Tiên Thiên Đế Quân nhẹ nhàng nói: "Dịch Quân, ta đích thân tới nói hộ cho Phong Thần Vĩnh. Phong Thần Vĩnh dù sao cũng là đế quân đại viên mãn, thượng cổ đại thần thông giá, giết không bằng dùng họ." Trung Nhạc đột nhiên nói: "Bệ hạ còn nhớ Tiên Thiên Cung bái tướng năm đó, ta có phải yêu cầu không?" Tiên Thiên Đế Quân khựng người gật đầu: "Ta nhớ." "Ta cần có quyển sinh sát, cho lấy." Trung Nhạc trầm giọng nói: "Ta cần có quyền tướng tại ngoại, không nghe quân mệnh. Ta làm bất cứ việc gì tử quang cũng không được hỏi. Ta làm bất cứ việc gì không cần phải bẩm báo bệ hạ trước. Bốn yêu cầu này sau khi bệ hạ đồng ý đã bái ta một mái trước chiều, lúc ấy ta mới nhận binh phù, thụ ấn, nhận chức trách dẫn 100 vạn thần ma, giành được Giam Sơn như hiện tại." Tiên Thiên Đế Quân gật đầu: "Dịch Quân công lao to lớn, có thể nói là tay trắng dựng cơ đồ. Nhưng Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính vô cùng quan trọng với chiến lược của Tiên Thiên Cung. Họ dù sao cũng là thượng cổ đại thần thông giá, thần thông quảng đại. Nếu giết rồi..." "Bệ hạ, ngài có thể nghĩ có thể sai khiến được chúng hay sao? Chúng có thể phản bội Phục Khi Thế, tại sao không thể phản bội bệ hạ được?" "Nếu không phải ta có thủ đoán bắt được chúng thì lúc này bệ hạ nhìn thấy thi cốt của ta, 5.000 vạn thần ma cùng bồi táng, Chấn Thiên Quan đã đổi chủ rồi." Trung Nhạc lấy ra binh phù, thụ ấn, tháo mũ, cởi đai, đặt sang một bên khẽ nói: "Nếu bệ hạ muốn tin những tên phản đồ kia thì hãy nhận lại những thứ này. Bệ hạ, hãy tìm người cao minh khác trấn thủ Chấn Thiên Quan." Tiên Thiên Đế Quân nhíu mày: "Dịch Quân, hãy giữ lại những thứ này. Ta đã hạ lệnh cho Phục Bảo Điện mang thư tay của ta tới để ngươi thả người. Tướng ở bên ngoài không nghe quân mệnh, nhưng quân mệnh đã hạ cũng không thể thu về. Dịch Quân tự suy nghĩ." Thân người của hắn đột nhiên tan thành một làn khói xanh. Phủ Nhai Đế Quân nhíu mày rồi nói nhỏ: "Đế Quân tức giận rồi, Dịch tiên sinh không suy nghĩ lại chút sao?" Đa Âm Đế Quân gật đầu: "Đúng vậy, Đế Quân đã động nộ. Nếu Dịch tiên sinh vẫn cứ làm theo ý mình thì là không giữ thể diện cho Đế Quân trước mặt mọi người. Thần tử bất vi." Trung Nhạc phất tay áo ngồi xuống rồi chậm giọng nói: "Tiếp tục hành hình." Nanh Hoàng nuốt nước bọt, vận pháp lực tiếp tục chém xuống. Nanh Hoàng chém liền mấy chục đao, cuối cùng cũng chặt được đầu của Phong Thần Vĩnh. Hắn không khỏi sững người, vội vàng nói: "Chúa công, không có máu." Huyết nhục nơi cổ của Phong Thần Vĩnh động đậy, lại mọc ra một cái đầu khác, vẻ mặt đầy chế giễu: "Để ta." Trung Nhạc đứng bật dậy, sải bước tiến tới, tâm niệm khẽ động, một đạo bạch quang bắn lên không trung, biến thành một thanh thần đao. Một đao chém xuống, đầu Phong Thần Vĩnh rơi xuống, máu chảy ra từ cổ. Một đao này khiến xung quanh sững sờ, Phủ Nhai, Đa Âm và Âm Phụ Khang đều kinh ngạc đứng phắt dậy, nhìn Trảm Thần Đài đầy kinh hãi. Một đao này là Trung Nhạc tham ngộ được từ đao Trảm Phong Chấn Lão Tổ. Một đao chém xuống có thể chặt đứt đại đạo đồ đằng văn trong nhục thân, ngay cả nhục thân của cường giả đế cấp cũng không chịu nổi, huống hồ là Phong Thần Vĩnh đây. Trung Nhạc thu đao quay lại chỗ ngồi, trầm giọng nói: "Máu đã chảy, tiếp tục hành hình." Huyết nhục trên cổ Phong Thần Vĩnh động đậy, lại mọc ra một cái đầu nữa. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng và hoảng loạn, nhìn đao của Nanh Hoàng chém xuống. Hắn đã không còn thản nhiên ung dung như trước, sự chế giễu trên mặt cũng không còn. Một đao vừa rồi của Trung Nhạc đã chém đứt đại đạo đồ đằng văn của bất tử chi thân của hắn, thậm chí nguyên thần cũng bị chặt,
khiến bất tử chi thân của nguyên thần và nhục thân của hắn mất đi công hiệu. Lúc này, thần huyết trong người của hắn chảy ra, kích phát uy năng của Trảm Thần Đài. Hắn cảm thấy sức mạnh thần huyết của mình biến thành vũ khí chống lại hắn. Trảm Thần Đài giống như có vô số cái móc móc chặt các loại đại đạo trong cơ thể của hắn, móc chặt nguyên thần, nhục thân, pháp lực và tinh thần của hắn. Nanh Hoàng là đỉnh cấp tạo vật chủ, đao trong tay hắn được luyện từ móng vuốt, đặt trong cơ thể ôn dưỡng vạn năm. Chủng tộc thiên phú của hắn là chuyên trảm thần, trảm nguyên thần và hồn phách. Phong Thần Vĩnh nhìn đao này chém xuống, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng lúc này, bỗng hắn liếc nhìn thấy một thân ảnh bay tới, ánh mắt kinh hãi đột nhiên lóe lên sự vui mừng và hy vọng. Phục Bảo Điển tới rồi, đem theo thủ dụ của Tiên Thiên Đế Quân tới cứu ta rồi. Nếu ta thoát được, chắc chắn sẽ phải trần bí mật của tên tiểu tử này, cho hắn biết thế nào là hối hận, thế nào là tự tìm chỗ chết kìa. Bên ngoài thành, khí tức Phục Bảo Điển chấn động, tiếng nói oang oang. Dịch Quân Vương tiếp chỉ. Nanh Hoàng vội dừng tay, chạm hồn ma đao lơ lửng trên đỉnh đầu Phong Thần Vĩnh. Nhìn Trung Nhạc mặt tối lại. Chém cho ta. Nanh Hoàng sợ sệt. Nhưng chúa công... Trung Nhạc lướt người tới bên cạnh hắn, giằng lấy đao, đao quang lóe lên, đầu Phong Thần Vĩnh rơi xuống đất. Nanh Hoàng kinh hãi, nhưng thấy Trung Nhạc quay người, chạm hồn ma đao lại quay về tay hắn. Người... Phục Bảo Điền giận dữ quát lớn, Trung Nhạc cúi người. Thần tiếp chỉ. Phục Bảo Điền trợn mắt, cầm thủ dụ của Tiên Thiên Đế Quân, người run lên, sững sờ nhìn Trảm Thần Đài, thấy trên đó máu chảy như thác. Phong Thần Vĩnh một thân đầy máu, máu chảy thành dòng xuống Oan Hồn Chỉ phía dưới. Nhục thân của hắn bị chém, hồn phách trong nguyên thần cũng bị một đao chém chết, không thể chết hơn được nữa. Dịch Phong to gan. Phục Bảo Điền quát lên phẫn nộ, chỉ Trung Nhạc. Đế Quân hạ lệnh cho ngươi thả Phong Thần Vĩnh, nhưng ngươi lại chém chết hắn. Ngươi thật to gan. Hôm nay trên Trảm Thần Đài này phải có đầu của ngươi. Trung Nhạc đứng thẳng dậy, cười ha hả. Thượng sứ nói vậy là sao? Ngài đã tuyên chỉ chưa? Phục Bảo Điền xứng người, hư lạnh. Chỉ ý của Đế Quân là gì? Ngươi biết rõ rồi. Ngươi làm trái chỉ ý của Đế Quân, đầu ngươi cũng không giữ được. Trung Nhạc cười vô cùng hiền hòa. Phục sư huynh, huynh có thấy binh mã của ta hùng tráng không? Phục Bảo Điền nhìn quanh, thấy 5.000 vạn thần ma chỉnh tề như một, đúng là có thể gọi là một đội hùng binh. Phục sư huynh có thấy tướng quan của ta uy vũ không? Trung Nhạc lại hỏi. Phục Bảo Điền quan sát các thần quan, thấy có tới 56 vị tạo vật chủ, cộng với cường giả Âm Khang Thị là có gần 100 tạo vật chủ, còn có các đế quân như Âm Phụ Khang có mặt ở đây. Trung Nhạc chỉ lên trời, mỉm cười nói. Phục sư huynh lại nhìn xem, bảo vật của ta có đủ nhiều không? Khóe mắt Phục Bảo Điền co giật, nhìn trên không trung là các tòa chư thiên tỏa sáng. Trung Nhạc thản nhiên nói. Tại sao Phục sư huynh không ngồi xuống uống chén trà đã rồi đi đi? Phục Bảo Điền tươi cười ha hả. Dịch Quân Vương chấp pháp xử trí phản đồ rất vừa ý ta. Giết hay lắm, giết rất hay. Đám nghịch tặc này tạo phản làm loạn, nên chém làm đôi. Đúng rồi, Phục Bảo Chính đang ở đâu? Trải xanh có mắt, nghịch tặc Phục Bảo Chính đã bị luyện chết rồi. Ta đang chuẩn bị treo đầu của hai lão tặc này lên cổng thành thị uy đấy. Trung Nhạc ân cần nói. Phục sư huynh uống chén trà rồi hẵng đi. Thôi, thôi khỏi. Phục Bảo Điền vội vàng xua tay cười nói. Tuy ta rất muốn uống dăm chén với Dịch Quân Vương, nhưng công vụ bận rộn, còn phải về Tiên Thiên Cung bẩm báo tin tốt lành. Hai tên phản tặc Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính đã phải chịu tội. Cáo từ, cáo từ. Trung Nhạc đứng dậy cười nói. Sư huynh có rảnh thì thường xuyên tới đây. Nhất định, nhất định. Dịch Quân Vương dừng bước lại, mau dừng bước lại. Phục Bảo Điền rời đi, tốc độ của Đế Quân đại viên mãn cực nhanh, chắc hẳn không lâu sau là sẽ về tới Tiên Thiên Cung. Trung Nhạc qua lại Trảm Thần Đài, Nanh Hoàng đang kiểm tra Oan Hồn Trì của Trảm Thần Đài. Chúa công, năng lượng trong Oan Hồn Đài rất dồi dào, lần sau chém Đế Quân nữa thì sẽ không phiền phức như thế này nữa rồi. Âm Phụ Khang hừ lạnh một tiếng, cười hề hề. Cô ra xây Trảm Thần Đài này không tồi, ngay đầu của Đế Quân đại viên mãn mà cũng chém được. Đầu của cô ra đặt ở trên đấy, chém chắc cũng nhanh lắm đấy. Trung Nhạc cười. Nhạc phú, thôi đi. Âm Phụ Khang giận dữ nói. Đến thể diện của Tiên Thiên Đế Quân người cũng không giữ,
hắn tới cầu tình, người tốt xấu gì cũng nên nhẹ tay, thả Quách Phong Thần Vĩnh đi, đằng này ngươi lại cứ muốn chém. Phủ Nhai Đế Quân và Đa Âm Đế Quân cũng sợ hãi nhìn nhau rồi cùng cáo từ. Trung Nhạc đứng dậy đưa tiễn, quay lại thì Âm Phụ Khang vẫn cười khẩy không thôi. Trung Nhạc cười: Nhạc phủ, ta còn có ngoại viện, Tiên Thiên Đế Quân tạm thời sẽ không động tới ta. Âm Phụ Khang cười khẩy: Mục Tiên Tiên muốn động đến ngươi thì Âm Khang thị ta cũng không bảo vệ ngươi được. Kim Mô thị cộng với Âm Khang thị có bảo vệ được ta không? Trung Nhạc hỏi. Âm Phụ Khang khó hiểu: Kim Mô thị sao? Tại sao Kim Mô thị lại bảo vệ ngươi? Trung Nhạc vội kéo tay hắn, tươi cười nói: Nhạc phụ không biết Kim Mô thần đế nói muốn liên hôn với nhà chúng ta hay sao? Người xem, việc tốt như vậy tới tận cửa rồi. Liên hôn? Kim Mô thị là thần tộc ở vũ trụ cổ xưa, ở đó thần ma không đội trời chung. Kim Mô thị lại là đế tộc, chắc chắn sẽ không liên hôn với Âm Khang ma tộc ta đâu. Nhạc phụ, người nghĩ đi đâu vậy? Người ta nhìn chúng là nhìn chúng con rể của người kìa. Trung Nhạc mặt tươi tỉnh, cười ha ha: Kim Mô thần đế muốn gả đệ tử xuất sắc nhất cho cô gia nhà người, đó không phải là hai nhà liên hôn hay sao? Âm Phụ Khang khựng người, trợn mắt nói: Kim Mô thị gả đồ đệ cho cô gia nhà ta sao? Cô gia nào mà to gan lớn mật dám lấy con gái Âm Khang thị rồi mà còn lấy thêm vợ vậy? Lão tử sẽ cắt cổ quý của hắn ta. Trung Nhạc bối rối ngập ngừng: Cái này. Âm Phụ Khang chợt hiểu: Người có mấy nhạc phụ? Âm Phụ Khang cười khẩy. Trung Nhạc rụt rè nói: Có lẽ là còn một vài. Âm Phụ Khang đại nộ, trừng mắt nhìn hắn một lúc rồi mới nản lòng: Thôi, lão tử không nói người nữa vậy. Cả đời này lão tử lấy vô số thê tử, không có tư cách nói người. Nhưng lão tử là tộc trưởng, nhiều thê tử như vậy là để sinh sôi cho chủng tộc, lưu truyền huyết mạch ưu tú nhất cho Âm Khang thế. Còn tiểu tử ngươi... Trung Nhạc nói: Ta cũng là tộc trưởng, hơn nữa còn là hạt giống nữa kìa. Âm Phụ Khang trợn mắt, xua xua tay nói: Ý ngươi là muốn bảo ta nói hộ ngươi với Huyền Nhi sao? Lão tử không đi, việc của ngươi ngươi tự giải quyết đi. Ta nghĩ Mục Tiên Thiên còn chưa chém ngươi thì Huyền Nhi đã chém ngươi trước rồi, ngươi tự lo liệu đi. Trung Nhạc cảm thấy đau đầu, mục đích của hắn là nhờ Âm Phụ Khang đi nói hộ hắn, nhưng lão hồ ly này đã nhìn ra quỷ kế của hắn, vì thế dứt khoát từ chối. Nếu đợi đến khi của hồi môn của Kim Mô thị tới mới cho phiền Huyên biết thì chắc chắn nàng ta sẽ không vui, sự việc sẽ càng rắc rối hơn. Trung Nhạc nghĩ ngợi một lúc, nghiến răng, cuối cùng quyết định tự đi giải thích với Âm Phiền Huyên. Sao? Kim Mô thị muốn gả đệ tử cho phu quân sao? Âm Phiền Huyên kinh ngạc một lúc, đột nhiên cười: Đó là việc tốt, phu quân có cánh tay trợ lực Kim Mô thị thì đương nhiên như hổ thêm cánh rồi. Hơn nữa chủng tộc của phu quân chỉ có một hai người, nếu thiếp thân vì đố kỵ mà không cho phu quân nạp thiếp thì không phải sẽ tuyệt giống Phục Hy thần tộc hay sao? Trung Nhạc thấy nàng không có bất cứ biểu hiện gì giận dữ thì vô cùng kinh ngạc, cười nói: Phu nhân hiểu được thì tốt rồi, ta không phải là người tham luyến mỹ sắc đâu, không có tình cảm với Kim Hà Hề. Kim Hà Hề? Âm Phần Huyên hỏi: Phụ quân đã biết Kim Mô thị muốn gả ai rồi sao? Trung Nhạc kho sặc sụa, vội đổi chủ đề: Của hồi môn của Kim Mô thị tới Chấn Thiên Quan có lẽ tầm 3-4 năm nữa. Bỗng một vị thần tướng tới bẩm báo: Chúa công, bên ngoài có một đội ngũ nói là sứ giả của Kim Mô thị cầu kiến chúa công, trong đó có một vị nương nương, nó là thê tử của chúa công. Âm Viễn Huyên nửa cười nửa không: Thật đúng là tình cờ, vị Hà Hề muội muội này đã coi mình là nương nương rồi, sao phu quân không ra đón đi, cũng để thiếp thân gặp vị nương nương này một chút nào. Trung đại quan nhân nhà ta cười ha hả, trong lòng thì chán nản: Không phải Kim Mô thần đế nói chỉ đưa của hồi môn tới thôi sao? Tại sao lại đưa cả Kim Hà Hề tới đây rồi mà lại còn nhanh như thế nữa? Lại nói Phục Bảo Điền trở về Tiên Thiên Cung bẩm báo tình hình của mình lên Tiên Thiên Đế Quân: Dịch quân vương nhất định làm theo ý mình, xử trảm Phong Thần Vĩnh trước mặt mọi người. Không những không tuân theo chỉ ý của đế quân mà còn uy hiếp ta, mong đế quân hạ lệnh xử trảm hắn ta. Tên Tiên Thiên Đế Quân vẻ mặt phẫn nộ, cười khẩy nói: Cái tên khốn kiếp này, ngay mệnh lệnh của ta cũng không nghe nữa rồi, đúng là hỗn xược mà.
Đế quân, khoan đã nào. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của Tử Quang Quân Vương. Tử Quang Quân Vương bước nhanh vào cười nói: Đế quân không đến nỗi vì một chuyện nhỏ này mà trừng phạt Dịch Quân Vương đấy chứ. Tiên Thiên Đế quân cười khẩy: Giờ hắn đã có binh quyền rồi, sau này không phải sẽ tạo phản hay sao? Tử Quang Quân Vương vội vàng khuyên nhủ: Phong Tần Vĩnh và Phục Bảo Chính muốn công khai tạo phản, muốn giết hết tướng lĩnh của Trấn Thiên Quan để đầu quân cho Thiên Đình. Không những nói vậy mà còn làm vậy nữa rồi kìa, tội đáng chết vạn lần. Dịch Quân Vương xử trí như vậy không có gì là sai cả. Phục Bảo Điền ánh mắt lay động nói: Thế nhưng Dịch Quân Vương nghênh ngang hỗn hào. Tử Quang Quân Vương nhìn hắn thản nhiên nói: Dịch Quân Vương có quyền đó, quyền tiền trám hậu tấu cũng là đế quân ban cho. Đế quân, nếu người bắt Dịch Quân Vương thì ai trấn thủ Trấn Thiên Quan đây? Tiên Thiên Đế quân cười nói: Ta vốn cũng không có ý định bắt hắn, chỉ là muốn dọa hắn mà thôi. Tử Quang, người trước giờ đều là bất hòa với hắn, tại sao lại nói hộ cho hắn vậy? Hắn nịnh nọt lấy lòng người khác, ta khinh thường nhân cách của hắn, thế nhưng khâm phục thủ đoạn của hắn. Hơn nữa Dịch Quân Vương không sai, vì thế phải nói hộ cho hắn thôi. Tử Quang Quân Vương cười nói: Bệ hạ, ta muốn mượn vị Phục sư huynh đây một chút. Tiên Thiên Đế quân cười nói: Bên cạnh ngươi không có cao thủ, ta sợ ngươi sẽ bị thích sát, có Phục Bảo Điền bên cạnh ta cũng yên tâm. Phục Bảo Điền, sau này ngươi đi theo Tử Quang Quân Vương bảo vệ sự an nguy cho hắn ta. Phục Bảo Điền cúi người vâng dạ. Tử Quang Quân Vương cáo từ, dẫn Phục Bảo Điền rời đi. Đến khi trở về cung điện, Tử Quang Quân Vương ngồi xuống trầm giọng nói: Phục sư huynh, gần đây ta cứ cảm giác bất an, ngươi giúp ta làm một việc, ta cần ngươi tới Thiên Đình gặp Vũ Đô Lang. Vũ Đô Lang là ai vậy? Phục Bảo Điền cựng người không hiểu. Tử Quang Quân Vương nói: Tiên Thiên Ma Thần của vũ trụ cổ xưa, là kẻ thù sống chết của Lê Dương Thần Quân, giờ sống tại Thiên Đình. Lê Dương Thần Quân tiền thế chết trong tay Vũ Đô Lang, bị hắn đánh lén nên chết đi, kiếp này chuyển thế thành nhân tộc, trở thành Dịch Phong. Người đi gặp Vũ Đô Lang, quan sát nhất cử nhất động của hắn, xem trí tuệ thần thông của hắn so với Dịch Phong thì thế nào. Phục Bảo Điền hiểu ra liền kêu lên: Vậy Tử Quang Quân Vương, Tử Quang tiên sinh nghi ngờ Dịch Phong có thể không phải là Lê Dương Thần Quân sao? Đúng vậy, Lê Dương Thần Quân và Vũ Đô Lang đã tranh đấu không biết bao lâu, bất phân thắng bại, có nghĩa là trí tuệ thần thông của họ tương đương, mà biểu hiện của Dịch Quân Vương thực sự nằm ngoài dữ liệu của ta. Trí tuệ, thủ đoạn của hắn đều không giống như Vũ Đô Lang có thể địch lại. Người quan sát Vũ Đô Lang rồi về báo cáo lại với ta. Tử Quang Quân Vương nói: Việc này đừng nói với đế quân vội, chỉ báo cáo với ta, có hiểu không? Phục Bảo Điền chần chừ một chút: Đế quân đã đặt phong ấn trên người ta, nếu ta bất trung, ngài có thể giết chết ta bất cứ lúc nào. Nếu không nói... Tử Quang Quân Vương cười khẩy, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã nói: Phục sư huynh, nếu Dịch Quân Vương có 1000 cách dồn ngươi vào chỗ chết được, thì ta có 1001 cách kìa, còn nhiều hơn hắn ta một cách. Nếu ngươi tiết lộ tin tức ra, ta sẽ khiến cho ngươi chết mà không biết tại sao mình lại chết kìa. Tử Quang Quân Vương cười nói: Dịch Quân Vương giết lên cả Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính, ngươi không phục, ngươi chạy khỏi Trấn Thiên Quan. Lời nói dối như vậy đối với Phục sư huynh chắc không khó ấy chứ. Phục Bảo Điền hiểu ý liền cười. Tử Quang Quân Vương ánh mắt lay động: Ngươi muốn lật đổ Dịch Quân Vương, trả thù cho Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Điền sao? Giờ đây chính là cơ hội kìa. Phục Bảo Điền cảm khái: Nếu vậy thì ta đi liền. Nói rồi hắn đi ra ngoài. Tử Quang Quân Vương nhấc chén trà lên khẽ nhấp, nói nhỏ: Dịch tiên sinh, không phải ta nghi ngờ ngươi, mà là ngươi đáng để nghi ngờ. Kiếp này của ngươi lợi hại như vậy, lẽ nào Vũ Đô Lang lại giết được tiền thế của ngươi sao? Trừ phi ngươi căn bản không phải Lê Dương Thần Quân. Trong Trấn Thiên Quan, sứ giả Kim Mô Thị đem tới bảo bối, khiến cho vô số thần ma Trấn Thiên Quan nhìn mà hoa cả mắt. Chỉ riêng Minh Châu luyện từ Thuần Dương cũng có hàng vạn viên, luyện thành các chuỗi vòng. Những người thân cận của Trung Nhạc đều được tặng một chuỗi. Kim Hà Hề tuy đi cùng tới Trấn Thiên Quan, thế nhưng không gặp Trung Nhạc mà được Âm Phiền Huyên đón đi. Còn Trung Nhạc thì tiếp kiến sứ giả Kim Mô Thị để tránh thất lễ. Trong số các bảo vật này còn có một cành cây non, là cành mới trên cây Phù Tang, cũng được đưa tới làm của hồi môn.
tuy là một cành cây, nhưng phải biết rằng đế binh của Hỗn Độn Thị cũng chỉ là một cành cây của Phù Tang Thần Mộc. Dựa vào cành cây này là có thể luyện thành đế binh, có thể thấy được món hồi môn này quý giá như thế nào. Trong số hồi môn còn có một cây hỏa san hô, là dị bảo lấy từ Hỗn Độn Hỏa Hải, là bảo vật thiên nhiên bên trong chứa hỗn độn khí và hỗn độn hỏa. Ngoài ra còn có một hòm kim diệp do Kim Ô Thần Đế luyện ra, trên đấy in văn lý của Tiên Thiên Đại Đạo, vô số ngựa xe thuyền chiến do Kim Ô tộc trưởng tặng, các loại dị bảo như thiên kim tơ của tộc lão Kim Ô thị, cả 9 viên chư thiên thần châu giúp Chấn Thiên Quan có thêm 9 tòa chư thiên. Âm Phủ Khang nhìn thấy mà ra đầu tê dại, Kim Ô thị thực sự là giàu có, còn gấp mấy lần so với Âm Khang thị, nhưng cũng không khó hiểu, Kim Ô thị là bộ lạc của Tiên Thiên Thần Đế, có một vị Tiên Thiên Thần Đế tọa trấn. Ở Hỗn Độn Hỏa Hải, Phù Sơn và Phù Tăng Thần Thụ đương nhiên bảo vật vô số. Ma đế của Âm Khang thị chết sớm, hơn nữa còn bị lưu đày tới Thiên Hà Chi Châu, luận về độ giàu có đương nhiên không thể theo kịp. Thần đế còn tặng cô ra một quả hỗn độn thần quả. Sứ giả Kim Ô thị lấy ra một chiếc hộp vàng cung kính nói: Hỗn độn thần quả thần kỳ vô biên, ăn một quả có thể xung kích toàn bộ bí cảnh ở trong cơ thể, khiến nhục thân có thể sánh ngang với Tiên Thiên Thần Ma. Hỗn độn thần quả chỉ có tộc trưởng Hỗn Độn thị ta mới có tư cách dùng. Thần đế nhận công chúa là nghĩa nữ, sau này tiếp nhận tộc trưởng, công chúa đã ăn một quả, quả này tặng cho cô ra. Trung Nhạc mừng rỡ: Phần Huyên không vui, ta không có bảo vật gì để dỗ nàng, nhưng có hỗn độn thần quả này có thể giúp cho thánh linh thể của nàng được cường hóa, chỉ là... Trung Đại Quan Nhân chớp mắt: Hỗn độn thần quả cũng là của hồi môn, tặng nó cho vợ cả, vợ lẽ liệu có trở mặt hay không? Hà Hề đã dùng một quả, ta cũng đã dùng một quả, quả này đối với bọn ta đều không có ích gì, với Phần Huyên có tác dụng lớn nhất, tặng nàng là đương nhiên. Trung Đại Quan Nhân tự an ủi, hắn nhận lấy hộp vàng, cho người nhận hết bảo vật, sắp xếp gọn gàng đưa vào bảo khố Quân Vương Điện. Hắn mời sứ giả Kim Ô thị xuống nghỉ ngơi. Trung Nhạc sắp xếp xong lập tức tới hậu hoa viên Quân Vương Điện tìm Âm Phần Huyên, rồi nghĩ bụng: Có hỗn độn thần quá cộng với tế đạo pháp của Phong Sư Huynh, thực lực của Phần Huyên có lẽ sẽ được tăng vọt. Trong hậu hoa viên Quân Vương Điện, Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề ngồi đấy, đằng sau có các sứ nữ đứng đầu. Hai nàng nói chuyện gia đình, Âm Phần Huyên cười nói: Hà Hề muội muội, gả cho nhà này đơn giản, phu quân ta căn bản là ai đến cũng không từ chối, lớn nhỏ gì cũng được cả, chỉ là trong gia môn có lớn có nhỏ. Nghe nói Hà Hề muội muội là đệ tử của Thần Đế, Kim Ô Thần Đế đích thân chỉ điểm, chắc hẳn cao minh vạn phần. Muội muội lại là công chúa của Kim Ô thị, thiên chi kiêu nữ, sao không nhân cơ hội này thì muội ta tỉ thí xem sao? Kim Hà Hề cười nói: Tỉ thí ta nhận thua là được. Âm Phần Huyên nhướng mày cười: Ta và muội đều là thần ma, tu luyện tới hiện giờ, trải qua vô số trận chiến, lẽ nào lại không chiến đã nhận thua rồi sao? Kim Hà Hề lắc đầu: Không phải là ta sợ thua tỉ thí, mà là ta không thể tỉ thí được. Tại sao? Ta... Kim Hà Hề vừa ngượng vừa sợ, nói nhỏ: Ta mang cốt nhục của phu quân, không phải ta sợ tỉ thí, mà là sợ động thai khí kìa. Thai khí, cốt nhục, có thai sao? Âm Phần Huyên trong đầu như phát nổ, Trung Nhạc lao tới, từ xa cười nói: Ồ, thì ra là hai vị phu nhân đều ở đây. Phần Huyên, Hà Hề, hai nàng đúng là nên thân thiết với nhau hơn. Âm Phần Huyên nhìn hắn: Phu quân, Hà Hề có thai rồi. Trung Nhạc trong đầu bù một tiếng kêu lớn: Có thai, con của ta ư? Không thể nào. Hà Hề, chuyện giữa hai ta đã 200-300 năm rồi đúng không? Nếu nàng có thai thì sinh ra lâu rồi, thời gian mang thai của Kim Ô thị lâu như vậy được sao? Hà Hề bật cười: Phu quân, thiếp thân đang đùa với Phần Huyên tỉ tỉ thôi. Vừa rồi tỉ tỉ nó muốn tỉ tỉ với thiếp thân, thiếp thân tự thấy không phải đối thủ nên mượn lý do có thai để mà từ chối, không ngờ tỉ tỉ lại tin là thật. Trung Nhạc thở phào, đột nhiên giật mình sợ sệt nhìn Âm Phần Huyên: Thì ra muội muội gạt ta. Âm Phần Huyên không có biểu hiện gì, cười nói: Ta còn từng thật, nếu vậy thì muội muội định khi nào tỉ thí đây? Kim Hà Hề cười nói: Ta trước này nghe nói thánh linh thể là nhất trong thiên hạ, không có đối thủ, nhưng thiếp thân ở vũ trụ cổ xưa cũng không có mấy đối thủ, nếu tỷ tỷ đã muốn tỷ thí thì tiểu muội cũng sẽ vui lòng thôi.
Ánh mắt hai người chạm nhau tóe lửa. Trung Nhạc đau đầu. Âm Phiền Huyên chủ động muốn tỉ thí, đương nhiên là có tác phong của vợ lớn, đánh Kim Hà Hề một trận, vùi dập nàng. Còn Kim Hà Hề nói mình có thai chính là nhân cơ hội nói rằng mình và Trung Nhạc trước đã có một thời gian quan hệ, rồi mượn lời Trung Nhạc nói rõ dập tắt lửa của Âm Phiền Huyên. Hai nàng đều không phải là dạng tầm thường. Tân Hỏa, Tân Hỏa, những người thừa kế trước kia của ngươi giải quyết việc này như thế nào? Tân Hỏa, Tân Hỏa. Trong thức hải của Trung Nhạc, ngọn lửa nhỏ kia ngáp một cái nói: đột nhiên ta buồn ngủ quá rồi, có lẽ phải ngủ một thời gian. Việc nhỏ này ngươi tự xử lý đi là được, không có việc gì thì đừng có đánh thức ta. Ngươi cái đồ không đáng tin mà. Trung Nhạc đại nộ, nó đã dung nhập vào linh hồn của hắn, làm gì cần ngủ nữa đây. Rõ ràng là không có cách nào nên mới giả vờ. Ngọn lửa nhỏ giả vờ ngủ, nghĩ bụng: có một đời người kế thừa là hậu cung thất hóa, bị các phu nhân của mình đánh chết đi, việc này ta vẫn là không nên tham dự vào thì hơn. Hà Hề, từ xa tới, đừng xa xa xôi mệt mỏi. Phần Huyên nàng, hãy để cho nàng ấy nghỉ ngơi vài ngày, đợi nàng ấy khỏe hẳn rồi tính đi. Trung Nhạc liều mình nói. Kim Hà Hề mặt đỏ ngượng ngùng nói nhỏ: vẫn là phu quân chu đáo. Âm Phần Huyên cười nói: đương nhiên phu quân chu đáo rồi, phu quân chàng đi theo ta, để Hà Hề muội muội nghỉ ngơi đi nào. Nàng đi hướng ra ngoài hoa viên, Trung Nhạc liều mình đi theo. Thấy Âm Phiền Huyên tế chư thiên kỳ lân bảo loan rồi lên xe, Trung Nhạc cũng lên theo. Phu nhân à, ta gặp Kim Hà Hề là việc hồi đó cùng Mục Tô Ca tới vũ trụ cổ xưa. Lúc đó ta và nàng tuy đã bái đường thành thân, nhưng đang muốn chia tay, nàng không phải thật lòng muốn gả cho ta là bị ép thôi. Trung Nhạc đang giải thích, đột nhiên Âm Phiền Huyên phóng thần thông tấn công hắn. Trung Nhạc giật mình, vội vàng dừng tay đỡ. Hai người đều là tuyệt đỉnh trong cảnh giới chân thần, kinh lịch va chạm, không gian trong xe mở rộng, lập tức rộng tới vạn dặm. Chư Thiên Kỳ Lân Bảo Loan là trọng bảo của Âm Khang Thị, bảo vật cấp đế quân, chỉ dựa vào đỉnh châu luyện từ ba tòa chư thiên ra là có thể chặn được công kích của tạo vật chủ. Không gian trong xe cũng đã được đế quân gia cố, không gian có thể lớn, có thể nhỏ tùy ý. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên va chạm thần thông, khiến không gian trong xe nhanh chóng nở to để gánh chịu năng lượng của hai người. Âm Phiền Huyên bị sức mạnh của hắn khiến cho thân thể run lên, bay ra sau vạn dặm, rồi mũi chân giẫm nhẹ lên vách xe, vút một cái lao đi như mũi tên rời khỏi dây cung. Phu nhân, ta và Hà Hề là ngoài dự liệu, nàng nghe ta giải thích đi. Trung Nhạc ra đầu tê dại, đứng yên tại chỗ giơ tay lên đỡ, chỉ thấy Âm Phiền Huyên qua lại như điện, mượn lực của bốn bức vách xe để sức mạnh càng ngày càng lớn, công thế càng ngày càng nhanh. Nàng thi triển sức mạnh tới cực hạn, giống như có tới vài Âm Phiền Huyên tấn công Trung Nhạc từ bốn phương tám hướng. Hơn nữa mỗi một loại thần thông lại không giống nhau, khiến người ta phải hoa mắt không thể phá nổi. Thánh linh thể tuy mạnh tới không tin nổi, mỗi lần công kích thần thông đều được phát huy tới cực điểm. Thuộc tính thần thông cũng khác nhau, đại đạo dùng cũng khác nhau, nhưng nàng điều khiển lại vô cùng nhẹ nhàng, muốn phá giải gần như là không thể. Trung Nhạc dĩ bất biến ứng vạn biến, đứng yên tại chỗ, xung quanh người xuất hiện tiên thiên bắt quái. Mặc cho Âm Phiền Huyên tấn công từ đằng nào thì hắn vẫn đứng đấy, hai tay vung lên, tám đạo đại đạo biến hóa liên tục thành các loại quái tượng chặn công kích của Âm Phiền Huyên lại. Phu nhân, ta có một quả hỗn độn thần quá, có thể giúp cho nàng mở mọi bí cảnh trong cơ thể, không biết có thể khiến cho phu nhân bất giận hay không. Trung Nhạc cười: hỗn độn thần quá của Kim Ô Thí đưa tới đúng không? Âm Phiền Huyên hừ lạnh, đột nhiên sáu quầng sáng sau đầu mở rộng, tế ngọc tiêu, ngọc tiêu biến thành 28 động thiên, chiến lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, gần như sánh ngang sức mạnh của thần hoàng. Trung Nhạc lắc mình hiện phục khi chân thân, rồi cười nói: phu nhân muốn dùng toàn lực hay sao? Vi phu thời gian qua khổ luyện cũng không kém đâu, để xem 33 tầng động thiên của ta so với 28 động thiên của nàng thì như thế nào. Trong cơ thể của hắn có tiếng nổ tanh tách, 33 đốt xương sống biến thành 33 tầng động thiên, năng lượng vô biên tràn vào nhục thân nguyên thần của hắn. Âm Phiền Huyên tấn công tới, Trung Nhạc giơ tay ra đỡ. Chư Thiên Kỳ Lân Bảo Loan chấn động, rung lắc dữ dội, không gian trong xe lại mở rộng tới trăm vạn dặm, lúc này mới chống đỡ được công kích của hai người. Đột nhiên ma âm trong động tiêu của Âm Phiền Huyên vang lên, dẫn động cơn đau khi tách nguyên thần của Trung Nhạc, định dùng cơn đau đó quấy nhiễu pháp lực và thần thông của hắn. Sơn hải lưu truyền vạn ban khứ, hàng cổ bất động ấn như thiên. Trung Nhạc hét lớn, thi triển hàng cổ bất động ấn. Ma âm tấn công nhưng không lay động được tâm thần của hắn,
mặc cho cơn đau tới mức nào cũng không lay động được đạo tâm của hắn, không thể khiến cho pháp lực của hắn rối loạn. Pháp lực của hắn cuồng bạo tới cực hạn, ấn thương phục ma huyền công của ấn thương nữ đế cộng với đại diệu tiên kinh của đại diệu đế, có thể nói biến hắn thành quái vật pháp lực không gì sánh nổi. Âm Phần Huyên hự lên một tiếng, bị một trưởng của hắn đánh bay. Trung Nhạc giữ người, vội vàng bay tới ôm lấy nàng. Đột nhiên miệng của Âm Phần Huyên phát ra tiên thiên đạo âm, thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Vẫn chưa phân thắng bại, đôi cánh sau lưng của nàng dang rộng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trung Nhạc lắc mình cũng dang cánh bay, hai người bay với tốc độ thiên nhãn cũng không bắt kịp, lúc ẩn lúc hiện trong không gian của cỗ xe. Mỗi lần xuất hiện lại có một tiếng nổ kinh thiên động địa. Miệng Âm Phần Huyên phát ra tiếng ngâm trầm thấp, đó là ma ngữ trong tiên thiên thần ngữ. Tiên thiên thần ngữ thời đại hắc ám chia thành thần ngữ và ma ngữ. Tuy Trung Nhạc thần ma kim tu, nhưng lĩnh ngộ về ma ngữ lại không bằng Âm Phần Huyên. Âm Phần Huyên là đế tộc trong ma tộc, cộng với là thánh linh thể, thân cận thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ về tiên thiên ma ngữ cao hơn hắn. Thời gian qua tuy nàng ra tay ít hơn Trung Nhạc, nhưng cảm ngộ về đạo lại sâu hơn Trung Nhạc. Đặc biệt là sau khi có được truyền thừa của tiên thiên thần ngữ, thực lực của nàng càng ngày càng hùng hậu. Phần Huyên dùng toàn bộ sức mạnh rồi. Trung Nhạc sắc mặt nặng nề, tiên thiên bất quái hòa lẫn với tiên ma thái cực đồ. Tám loại tiên thiên đại đạo biến thành tám cây thần đao, chuyển động với các quái tượng, thái cực, tứ tượng. Trong tay Âm Phần Huyên xuất hiện đế binh hình nón, chấn thiên hà đỉnh. Chấn thiên hà đỉnh khổng lồ, chậm chậm di chuyển, sức mạnh lớn lao kinh thiên động địa đè xuống, giống như trong đỉnh chứa cả một đạo thiên hà đè xuống Trung Nhạc. Nếu chỉ vậy đã đành, món đế binh thứ hai của Âm Phần Huyên lại xuất hiện, đó là ma đỉnh rừng rực cháy, rồi tới cái đỉnh thứ ba kim quang sáng loáng, cũng là ma đạo chi đỉnh, tiếp đó là cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu. Trung Nhạc giật thon thót, Âm Phần Huyên niệm bát cực ma ngữ, có nghĩa là nàng sẽ có tám cái đế đỉnh với thuộc tính khác nhau. Cho dù hắn sống cùng Âm Phần Huyên lâu như vậy rồi, nhưng thực lực của nàng hắn cũng không rõ ràng. Giờ cuối cùng thì hắn cũng thấy được sự tiến bộ của phu nhân mình trong thời gian qua. Tám chiếc đế đỉnh đông nam tây bắc chấn lê cấn khảm, tham chiếu trên tiên thiên bắt quái của hắn, nhưng lại có điểm khác biệt, không dùng chảm đạo thì không thể nào thắng nàng ấy được. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, chảm đạo bạo phát, tám cây thần đao đón tám chiếc đế đỉnh, đao quang lóe lên, tám chiếc đế đỉnh bị chém đôi. Âm Phần Huyên hự lên một tiếng, khí tức tán loạn rơi từ trên không xuống. Trung Nhạc vòng tay qua ôm lấy eo của nàng, phu quân chàng đã thắng rồi. Âm Phần Huyên dịu dàng nói nhỏ, giờ có thể viên phòng rồi. Trung Nhạc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cười nói, ở ngay trên xe sao? Ừ, ngay trên xe. Âm Phần Huyên ngượng ngùng, ở đây có động tĩnh gì bên ngoài cũng không biết được. Trung Nhạc chần chừ vén rèm lên nhìn ra ngoài, xung quanh không có ai, mấy con kỳ lân thì biến thành người chạy đi tu luyện. Đóng cửa sổ lái, Âm Phần Huyên vội nói. Trung Nhạc gãi đầu đóng cửa lại, nghe trong đầu có tiếng tân hỏa. Còn châu giống của Trung Sơn Thí đừng có mà quên thần ma áo chiến đại phát mà ta truyền cho. Trung Nhạc không nói không rằng phong ấn ngọn lửa nhỏ này. Âm Phần Huyên ngượng ngùng nói, phu quân chàng hãy nhẹ nhàng. Trung Nhạc rụt rè nói, phu nhân à, ta cũng là lần đầu tiên. Âm Phần Huyên nghe vậy giận dữ đánh hắn. Trung Nhạc vừa kẻ áo vừa kháng cự. Âm Phần Huyên nửa đẩy nửa kéo, tình chín muồi đương nhiên hảo sự sẽ thành. Khúc chiến miên này giống như tinh hà bên ngoài chấn thiên quan, hà lưu lững lờ trôi, lúc thì nhẹ nhàng như tiếng thì thầm, lúc cao trào như sóng vỗ bờ phá không. Lúc này hữu thanh thắng vô thanh, tự có sự kỳ diệu riêng khiến người ta chỉ hận thời gian quá ngắn. Không nhắc quốc gia không cho phép, hai người ôm nhau tỉnh dậy. Âm Phần Huyên chớp mắt nói nhỏ, phu quân ở nhà có rồi, đừng ăn ở bên ngoài nữa, nghe chưa? Trung Nhạc vội gật đầu, nhìn nàng mặc y phục. Âm Phần Huyên ngượng ngùng, đừng có nhìn. Trung Nhạc lại gật đầu lia lịa, chàng nhìn rồi mà. Ừ thì là phu thê rồi, nhìn chút có sao đâu. Trung Nhạc tặng hỗn độn thần quả cho Âm Phần Huyên, nàng cười nói, phu quân, đây là của hồi môn của Hà Hề muội muội, chàng tặng cho ta, kẻo Hà Hề muội muội không vui đâu. Trung Nhạc nói, vốn là không nên chuyển cho nàng, nhưng giờ loạn thế, ta sợ không đủ sức bảo vệ cho nàng. Phu nhân là tuyệt thế chi tài, ăn hỗn độn thần quá cũng có thể tự bảo vệ mình. Nàng ăn thánh dược này có thể thử mở bí cảnh thứ bảy, nhưng vẫn rất nguy hiểm,
tốt nhất là để Phục Thương Hoàng Thái Tử bảo vệ. Thực lực của ta vẫn không thể đảm bảo cho nàng an toàn được. Âm Phần Huyên ăn hỗn độn thần quả, Trung Nhạc truyền thụ cho nàng tế đạo pháp mà Phong Hiếu Trung sáng tạo ra, nói một lượt chuyện hắn đi gặp Phục Hy Thị, rồi cười nói: đây là tế đạo pháp, Phong Hiếu Trung sư huynh bồi thường vì lần trước đã rạch tay nàng, rất có tác dụng cho thánh linh thể. Âm Phần Huyên kinh ngạc: vị Phong sư huynh này cũng là thánh linh thể sao? Nếu hắn không phải thánh linh thể thì sao có thể khai sáng được pháp môn chỉ thánh linh thể mới tu luyện được vậy? Trung Nhạc bất lực nói: hắn cải tạo bản thân mình thành một nửa thánh linh thể. Âm Phần Huyên giật mình, không biết Phong Hiếu Trung làm thế nào mà cải tạo mình thành thánh linh thể được, nhưng hắn một mình có thể mở ra bí cảnh thứ bảy vì cầu đạo mà không sợ chết, cải tạo bản thân thành thánh linh thể với hắn chắc cũng thường như cơm bữa. Nàng ăn hỗn độn thần quả, tất cả bí cảnh trong cơ thể mở ra, thấu ảnh của các bí cảnh lớn nhỏ hiện ra bên ngoài, tạo thành vô số quầng sáng đủ loại màu sắc. Dị tượng này kéo dài rất lâu. Phu nhân, bí cảnh thứ bảy của ta là không gian bí cảnh, của Phong sư huynh là thần tú bí cảnh, ta cho rằng bí cảnh của hắn mới là chính tông. Trung Nhạc đề nghị nói: nàng muốn tu luyện bí cảnh thứ bảy thì nên tu luyện thần tú bí cảnh. Âm Phần Huyên lắc đầu cười: phu quân, ta là thánh linh thể, nếu muốn mở ra bí cảnh thứ bảy thì phải mở vạn đạo bí cảnh kia, không cùng đường với phu quân, cũng không cùng với Phong sư huynh. Trung Nhạc khựng người: tại sao lại chọn vạn đạo bí cảnh vậy? Vạn đạo bí cảnh thì tu thành kiểu gì? Phu quân không biết rồi, thánh linh thể có thân hoàn lực rất mạnh với thiên hạ đại đạo, vạn tượng bí cảnh với ta mà nói thì lại dễ luyện hơn, còn dễ dàng hơn thần tú bí cảnh. Âm Phần Huyên nói: ta dùng lục đạo luân hồi làm gốc, lục đạo thông qua luân hồi biến thành vạn đạo, vì thế vạn đạo trở thành bí cảnh thứ bảy của ta. Ta dẫn động thiên địa đại đạo vào vạn đạo bí cảnh, có thể giúp ta nhanh chóng hoàn thiện bí cảnh thứ bảy hơn. Trung Nhạc sững người suy nghĩ: không gian bí cảnh, thần tú bí cảnh, vạn đạo bí cảnh, rốt cuộc cái nào mới là bí cảnh thứ bảy chính tông đây? Tiếp theo tập trước, Trung Nhạc giao lục đạo dễ âm cho Âm Phần Huyên, nhờ Phục Thương Hoàng Thái Tử hộ pháp cho nàng, rồi hắn cũng bảo vệ ở bên cạnh. Hắn chìm vào trầm tư. Hắn đã biết tới ba loại bí cảnh thứ bảy. Không gian bí cảnh của hắn là thuộc hệ thống thời không đại luân hồi. Thìn tú bí cảnh của Phong Hiếu Trung là đi theo con đường năng lượng của vô số bí cảnh trong cơ thể tập hợp lại làm một. Còn Âm Phần Huyên thì là sức mạnh vạn đạo trong cơ thể tập hợp thành vạn đạo chi lực. Tiên Thiên Đế Quân cũng bắt đầu mở bí cảnh thứ bảy, nhưng Trung Nhạc không biết của hắn là bí cảnh gì. Bí cảnh của họ khác nhau, có nghĩa là bí cảnh thứ bảy vẫn trong giai đoạn mò mẫm, vẫn chưa định luận, khó nói ai mới là chính tông. Ba loại bí cảnh thứ bảy này, chỉ có thìn tú bí cảnh của Phong Hiếu Trung sư huynh mới là chính tông thôi, của ta và Âm Viễn Huyên đều không phải. Trung Nhạc ánh mắt lay động, thầm nghĩ bụng: ngoài ba loại bí cảnh này ra, không biết có loại thứ tư hay không, rồi thứ năm nữa, nhất định là có rồi. Trước khi hệ thống tu luyện mới còn chưa được xác lập, chắc chắn sẽ có cảnh trăm hoa đua nở, trăm gà đua gáy. Nhưng sau khi xác lập thì sẽ đào thải những loại khó khăn, vô dụng, cuối cùng chỉ còn lại một hai loại, đó sẽ là chính tông. Vì thế sau khi thất đạo luân hồi xác lập, có những thứ sẽ bị quét khỏi lịch sử, cho dù là thứ tốt đi chăng nữa cũng như vậy. Ví dụ như nếu Trung Nhạc mở ra không gian thứ bảy, hoàn thiện thất đạo luân hồi, với mức độ khó khăn của không gian bí cảnh thì chắc chắn sẽ khó tìm được người kế thừa. Không có người kế thừa tuyệt học của hắn, đến khi Trung Nhạc chết đi thì môn tuyệt học này cũng sẽ biến mất, bị thời đại đào thải. Vạn đạo bí cảnh của Âm Phiền Huyên cũng vậy, buộc phải là thánh linh thể mới tu luyện được, mà cả vũ trụ này cả vạn năm chưa chắc gặp được một thánh linh thể, người kế thừa quá ít, lúc nào cũng có thể bị tuyệt diệt. Thìn tú bí cảnh của Phong Hiếu Trung là dễ tu hành nhất, tinh hà linh thể lại dễ tu luyện, người khác cũng có thể luyện thành, vì thế người kế thừa sẽ rất nhiều, sẽ không bị đào thải, thế là tạo thành chính tông. Cái còn lại chưa chắc đã là tốt nhất, nhưng chắc chắn là cái mà đại chúng tiếp nhận. Nói vậy, Phục Môn Đạo Tôn năm đó khi mở ra huyết mạch luân, chắc chắn cũng có bí cảnh khác được mở ra. Trung Nhạc ánh mắt sáng lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Mười vạn năm qua, chưa chắc những người từ thời đại cổ xưa thử sai đều chết cả. Chưa biết chừng vẫn còn có người còn sống, họ tu thành lục đạo luân hồi,
cộng với bí cảnh của mình mở ra. Vậy là thất đại bí cảnh. Họ có hoàn thiện thất đại luân hồi hay không? Bí cảnh thứ bảy của họ là gì đây? Thế giới này vẫn còn những người cổ xưa như vậy, vẫn còn sống, ẩn mình trong vũ trụ này. Nghĩ thôi cũng khiến người ta thấy khủng bố và phấn khích. Hắn nghĩ nhiều hơn. Phục Môn Đạo Tôn năm đó là người thống trị, chủ đạo lục đạo luân hồi. Khi đó những lĩnh ngộ của vô số cường giả cường đại mở ra lục đạo luân hồi chắc chắn tập trung ở chỗ của hắn. Cũng có nghĩa là Phục Môn Đạo Tôn tương đương với tư liệu và lĩnh ngộ về mọi bí cảnh những vị cổ sư kia đã từng mở ra. Đó là tài sản vô cùng quý giá. Phục Môn Đạo Tôn không thể nào lại đem kho báu đó xuống mồ, chắc chắn sẽ để lại nó. Hơn 5.000 vị đế lĩnh ngộ về lục đạo luân hồi, trong đó chắc chắn có trí tuệ vô cùng tấn, có thể dùng cho thất đạo luân hồi. Hắn chớp mắt thầm nghĩ, kho báu này Phục Môn Đạo Tôn sẽ giấu ở đâu đây? Hắn suy nghĩ nhanh chóng, chắc chắn Phục Môn Đạo Tôn sẽ để lại truyền thừa. Rốt cuộc nó được giấu ở đâu? Liệu có người nào đã tìm thấy không? Thiên Hoàng, Địa Hoàng thời đại Hoa Kỳ, Địa Kỷ sẽ dùng tân hỏa để truyền thừa tuyệt học. Phục Môn Đạo Tôn đã dự liệu được biến cố hậu thế, hắn sẽ dùng thứ gì để truyền thừa số tri thức đó đây? Trung Nhạc tim đập tình thịch, lấy tiên thiên thần đao ra quan sát chuôi đao. Chuôi của cây đao này là chuôi đế kiếm của Phục Môn Đạo Tôn, Thiên Đế Quyền Bính. Nếu Phục Môn Đạo Tôn để lại truyền thừa thì khả năng ở trong chuôi kiếm này là cao nhất. Tinh thần Trung Nhạc chui vào trong chuôi kiếm, uy năng của chiếc Thiên Đế Quyền Bính này rất lớn. Hắn chưa mở được hoàn toàn, bên trong chứa năng lượng khủng bố khiến cho hắn cảm thấy bản thân chỉ nhỏ bé như con kiến đứng trước cả tinh hà bao la vậy. Bên trong Thiên Đế Quyền Bính giống như giấu cả vô số thời không. Đại bộ phận năng lượng của chiếc chuôi kiếm này đều ẩn giấu trong các không gian đấy chưa được khai phá. Trung Nhạc tuần thị những không gian này, một lúc lâu sau thu tinh thần về, hắn không có phát hiện gì. Phục Thương Thái Tử liệu có biết không đấy? Âm Phiền Huyên cưỡng ép mở ra bí cảnh thứ 7, khiến tu vi pháp lực mất kiểm soát. Phục Thương giúp nàng áp chế bí cảnh thứ 7. Trung Nhạc hỏi Phục Thương, Phục Thương cưỡng lại một chút, lắc lắc đầu nói, ta chưa từng nghe phụ thần có để lại gì liên quan tới phương diện này cả. Vậy là người cũng không biết sao? Trung Nhạc vô cùng thất vọng, bế Âm Phiền Huyên đi trị thương cho nàng rồi nghĩ bụng, không truyền thụ cho Phục Thương Thái Tử, vậy thì tài liệu về mặt này của Phục Môn Đạo Tôn để ở đâu đấy? Trong đế tinh năm đó sao? Đế tinh thời đại Địa Ký đã bị hủy hoại, không còn tồn tại nữa rồi. Đế tinh đó đã biến thành mấy tòa thiên hà chi châu, gần như không thể bắt đầu từ đế tinh của thời đại Địa Ký. Thiên đình của thời đại Địa Ký trên đế tinh cũng bị hủy đi. Cho dù Phục Môn Đạo Tôn cất trong thiên đình ở đế tinh thì cũng không thể tìm được nữa rồi. Phục Môn Đạo Tôn có thể thấy được tương lai, chắc chắn hắn sẽ không để ở đế tinh. Trung Nhạc thầm nghĩ. Âm Phiền Huyên tỉnh lại, hai người họ lại vào lục đạo giới châu. Không lâu sau, Trung Nhạc định bế thê tử hôn mê bất tỉnh ra thì Phục Thương đột nhiên nói, phụ thần từng nói với ta có thứ rất quan trọng giấu ở trong tổ địa. Sao, tổ địa ư? Trung Nhạc giật mình vội vàng hỏi, là tòa tổ địa nào? Tổ địa của Phục Khi Thị có Lôi Trạch Thánh Địa của Lôi Trạch Thị, Hoa Tư Thánh Địa của Hoa Tư Thị, còn có tổ tinh, còn nữa là tổ đình. Lôi Trạch Hoa Tư, hai thánh địa này là tổ địa của Tại Hoàng Yểm Tư Thị, Phục Khi Thị là Yểm Tư Thị chi tử, vì thế hai thánh địa này cũng có thể coi như tổ địa của Phục Khi Thị. Tại Hoàng ngồi lên đế vị là Thiên Hoàng Thiên Đế của nơi này, sau đấy Tại Hoàng xưng đế, luyện mảnh tổ đình lớn nhất thành tổ tinh. Tổ tinh là đế tinh hồi đấy, sau đó tử vi tinh vực được khai mở hoàn toàn, đế tinh thay đổi, trong tử vi có đế tinh mới sinh ra, tổ tinh biến thành tổ địa. Tại Hoàng kiến lập Thiên Hoàng Đế Đạo, có thể qua lại tổ tinh, các đời Tại Hoàng qua đời cũng an táng trên tổ tinh. Phục Khi Thị sau đó cũng duy trì quy tắc này. Bốn nơi này đều là tổ địa của Phục Khi Thị. Cái này thì ta không biết được, phụ thần ta không có nói. Phục Thương lắc đầu. Người nói ta không thích hợp tới đấy. Trung Nhạc trầm mặc, trong lòng thấy rất đúng. Với tính cách của Phục Thương, nếu có được tư liệu về bí cảnh thứ 7, chắc chắn sẽ tuyên bố với thiên hạ, khiến các chủng tộc khác lớn mạnh, lại bất lợi cho chủng tộc của mình, khiến cho Phục Khi thần tộc càng thêm thảm hại. Tổ tinh giờ không về được, Lôi Trạch Thị thì ta đã từng tới một lần. Nếu Phục Môn Đạo Tôn giấu tài liệu về bí cảnh thứ 7 ở nơi đấy thì chắc chắn Lôi Trạch Thần Long sẽ giao lại cho ta. Hòa Tư đối với ta lúc gần lúc xa, tuy ta từng tới nơi đó nhưng vẫn không hiểu được ý tứ của thần hậu đương nương. Thần hậu đương nương cũng chỉ hiện thân khi ta ở Uy Thần Lục Đạo Giới, trước kia bị giữ trong Đạo Huyết Chi Hải. Nếu Phục Môn Đạo Tôn để ở Hoa Tư
thì thần hậu nương nương cũng không biết được. Nơi có khả năng lớn nhất chính là tổ đình. Trung Nhạc đã tính ra được phương vị của tổ đình, chỉ là không có thời gian tới đấy. Trận chiến đế vị có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, hắn càng không thể đi. Có thể Phục Vân Đạo Tôn không để tài liệu ở tổ đĩa, chưa biết chừng lại ở Thiên Hoàng Đế Đạo. Phòng sư huynh nói trong Thiên Hoàng Đế Đạo có thứ ta cần, lẽ nào lần trước hắn từ Thiên Hoàng Đế Đạo tới Tử Vi, trên đường đã thấy thứ Phục Vân Đạo Tôn để lại, khả năng này lớn hơn một chút. Phục Thương nói Phục Vân Đạo Tôn để một số thứ ở tổ đĩa, phòng sư huynh nói Thiên Hoàng Đế Đạo có thứ ta cần, thứ ở hai nơi này rốt cuộc là cái gì đấy? Có Phục Thương và Trung Nhạc hộ pháp, Âm Phiền Huyên lần này mở biết cảnh thứ 7 dễ hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau, nàng cũng mở được, duy trì một khoảng thời gian. Nhưng muốn dung hợp biết cảnh thứ 7 với lục đạo luân hồi thì phải mất nhiều thời gian công sức hơn để mà tham ngộ. Phu quân, tân nương từ xa tới mà chàng luôn ở đây với ta, ít nhiều cũng không thích hợp cho lắm đâu. Âm Phiền Huyên cười nói, ta vẫn cần thời gian tham ngộ, định bế quan một thời gian, chàng đừng lạnh nhạt mê Hà Hề muội muội. Trung Nhạc gật đầu, đứng dậy đi gặp Kim Hà Hề, thấy nàng đang trong cảnh phù tang. Trồng cây hỏa san hô bên cạnh, cảnh phù tang hấp thụ hỗn độn hỏa và hỗn độn khí của hỏa san hô bắt đầu lớn dần, càng ngày càng cao. Trung Nhạc đứng sau nàng, thấy nàng biến thành phi điểu, kéo mặt trời bay quanh cảnh phù tang để ngọn cây nhỏ sinh trưởng. Một lúc sau, Kim Hà Hề dừng lại, liếc thấy hắn đứng ở một bên thì cười nói, phu quân, chúng ta vẫn chưa bái đường thành thân, chỉ là đính hôn thôi, lẽ nào lại được gặp nhau sao? Trung Nhạc cười ha ha, vòng lấy eo của nàng. Nếu ta chưa từng gặp nàng, lẽ nào nàng lại nguyện gả cho ta sao? Kim Hà Hề vội đẩy hắn ra. Các xử nữ đều ở đây, chẳng là lão gia, tốt xấu gì cũng phải trang nghiêm một chút đi. Những xử nữ kia cười khẽ rồi lui ra ngoài nói, lão gia, nương nương, bọn ta cáo lui đây. Những người kia đi hết, Trung Nhạc bế nàng lên, đi vào trong phòng. Kim Hà Hề nửa cười nửa không. Chưa bái đường thành thân, chàng đã muốn làm việc phải thành thân xong mới được làm sao? Tại sao lại nóng ruột như vậy? Nếu như sư phụ ta biết, sẽ giết đồ háo sắc chàng kia. Thì không phải, chúng ta đã làm từ lâu rồi sao? Trung Nhạc cười nói, đừng nương lẽ nào, lại quên rồi ư? Một đêm không nói lời nào, Phục Bảo Điền tới đế tinh thiên đình, cầu kiến thiên đế, chỉ nói tuy đầu hàng tiên thiên đế quân, nhưng tâm vẫn hướng về thiên đình. Dịch Quân Vương giết hai vị huynh trưởng của hắn, hắn phẫn hận rời bỏ tiên thiên cung tới tìm thiên đế. Đế Minh Thiên Đế vui vẻ phong Phục Bảo Điền làm Phục Thiên Đại Nguyên Soái. Mạc tiên sinh, quỷ sư, Phục Bảo Điền tới giả hàng là có ý đồ gì đây? Đế quân Thiên Đế cho Phục Bảo Điền lui đi, mời Mạc Ẩn và Quỷ U Minh tới hỏi. Mạc Ẩn suy nghĩ một lúc rồi cười, Dịch Quân Vương sắp chết rồi. Quỷ U Minh nghe vậy cũng chợt hiểu, gật gù, có lẽ Dịch Quân Vương sắp phải chết rồi. Đế quân Thiên Đế vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hai vị tiên sinh, lời này phải hiểu như thế nào đấy? Mạc Ẩn nhìn quỷ sư không nói gì. Quỷ U Minh cười nói, loại trở mặt như Phục Bảo Điền thì ai dám tin tưởng trọng dụng hắn ta đấy. Mục đích của hắn lần này có lẽ là để gặp Vũ Đô Lang. Chắc chắn tiên thiên đế quân nghi ngờ la lịch của Dịch tiên sinh, muốn từ Vũ Đô Lang xem Dịch tiên sinh có phải Lê Tương thần quân hay không. Bệ hạ chỉ cần gọi Vũ Đô Lang tới, dặn hắn vài câu để hắn làm mấy việc ngu đần, Phục Bảo Điền chắc chắn sẽ tiếp xúc với hắn. Đến khi Phục Bảo Điền trở về Trấn Thiên Quan, Dịch Phong chắc chắn là phải chết rồi. Đế Minh Thiên Đế nhìn Mạc Ẩn nói, Mạc tiên sinh nghĩ sao? Mạc Ẩn do dự một chút rồi cũng lên tiếng, thần nghĩ rằng không cần phải bảo Vũ Đô Lang giả vờ ngu xuẩn. Vũ Đô Lang vốn đã không đấu lại được với Dịch Phong, dù là trí tuệ hay ngộ tính hay thành tựu đều không bằng được vị Dịch tiên sinh kia. Hắn giả vờ có khi lại lộ ra khiến cho Tử Quang Vân Vương không ngờ kế hoạch đã bị chúng ta nhận ra. Thần cho rằng không cần cho Vũ Đô Lang biết chuyện này, hắn nên làm như thế nào thì cứ làm như vậy. Như vậy Dịch Phong sẽ bị tiên thiên đế quân giết đi, trừ bỏ được một cường địch. Đế Minh Thiên Đế rất đồng tình, cười nói, cứ làm như lời Mạc tiên sinh đi. Quỷ U Minh nhìn Mạc Ẩn hồi lâu, Mạc Ẩn cúi xuống không nhìn hắn. Hai người ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Mạc Ẩn cúi đầu rời đi. Đột nhiên Quỷ U Minh cười nói, Mạc tiên sinh xin dừng bước lại. Mạc Ẩn dừng bước lại, Quỷ U Minh cười nói, giày của ta bẩn rồi, bình thường việc nhỏ như lau giày này đều là Giang Nô nhà ta làm, nhưng giờ Giang Nô không có bên cạnh, Mạc tiên sinh là nhân tộc,
sao không lau cho ta đi nhỉ? Mạc Ẩn quỳ xuống, dùng ống tay áo lau bụi trên giày cho hắn. Quỷ U Minh khựng người, cười ha hả. Đến khi Mạc Ẩn lau xong, bước qua đỉnh đầu của hắn, ngông nghênh rời đi. Mạc Ẩn đứng dậy, không nói gì, nhưng nắm đấm siết chặt. Trí tuệ không bằng thần thông, trí tuệ không bằng thần thông. Mối nhục này, sớm muộn gì ta cũng sẽ báo. Hắn trở lại chỗ ở thầm nghĩ. Muốn giết Dịch tiên sinh thì không dễ vậy đâu. Ta thấy khí vận Phục Bảo Điện hình như không tốt, thua xa Dịch tiên sinh. Lần này có lẽ không lấy được mạng Dịch tiên sinh, ta không cần thi chiến ngũ khí đoạt vận nữa rồi. Phục Bảo Điện vào Thiên Đình có thể kết giao với Vũ Đô Lang, không lâu sau là thân thiết với hắn. Phục Bảo Điện quan sát ghi chép nhất cử nhất động của Vũ Đô Lang. Khoảng một năm sau, hắn cũng biết được đại khái thói quen và trí tuệ của Vũ Đô Lang. Vũ Đô Lang tuy rất không tồi, nhưng ngộ tính và thứ chất đều chỉ ở mức trung bình ở trong Tiên Thiên Thần Ma. Cho dù hắn xuất sắc thì cũng vẫn thua kém Dịch Phong 1 ván 8.000 dặm. Phục Bảo Điền nén rời khỏi Thiên Đình về Đế Tinh, đang định rời khỏi Đế Tinh thì đột nhiên có tiếng cười truyền tới. Bảo Điền tiền bối, còn nhớ Vô Kỵ không? Phục Bảo Điền vội nhìn theo hướng có tiếng nói, thấy Phong Vô Kỵ và một vị thần ma trẻ tuổi đang từ trong một tòa cung điện bước ra. Vị thần ma kia vô cùng xuất chúng, phong thái nghi phàm, khí chất xuất trần, nhìn một lần liền khó quên. Phục Bảo Điền hừ lạnh tới trước mặt Phong Vô Kỵ, sắc mặt không thân thiện nói: Vô Kỵ tiểu hữu, người hại lão phu khổ lắm rồi. Phong Vô Kỵ cười nói: Tiểu điệt cũng rất thiệt thòi, ta bị tiểu tử Dịch Quân Vương hãm hại, suýt nữa đã không sống trở về được. Tiểu điệt vốn định liều mạng thông báo cho thế ngoại chi địa, nhưng cái tên khốn Dịch Quân Vương đó lại quá âm hiểm, lấy mất sắc lệnh của ta. Phục Bảo Điền xua tay nói: Việc này không nhắc tới nữa, ngươi đừng có tới thế ngoại chi địa nữa đi. Dịch Quân Vương đúng là lợi hại, đóng giả ngươi ở đấy, nếu ngươi đi rồi chắc chắn sẽ bị đánh chết thôi. Phong Vô Kỵ mặt tối lại. Phục Bảo Điền nhìn vị thần ma trẻ tuổi bên cạnh, nghi hoặc hỏi: Ồ, vị này là? Vị đây là hảo hữu của ta, tên là Phượng Minh Sơn. Phong Vô Kỵ cười: Hắn vừa phụng mệnh sư tôn xuất sơn, muốn nhân thiên hạ đại loạn lịch luyện một chuyến. Tiền bối không biết chứ, sư tôn của hắn sống ở Thiên Hỏa Hoang Vực. Sao? Thiên Hỏa Hoang Vực cứ? Phục Bảo Điền sắc mặt kịch biến, ngạo khí thu lại nhiều, hắn cười nói: Thì ra là hậu nhân của vị đấy, Bảo Điền có mắt như mù, không nhận ra, xin thứ tội. Phượng Minh Sơn lắc đầu: Người không biết không có tội. Phục Bảo Điền nói: Ta còn có việc cần làm, Vô Kỵ, Minh Sơn lão đệ, xin cáo từ. Phong Vô Kỵ nhìn tiễn hắn đi rồi cười nhẹ: Chuyến đi này của hắn có lẽ Dịch Quân Vương sẽ phải chết rồi, đúng là đáng tiếc mà, ta vốn nghĩ hắn sẽ chết trong tay của ta. Phượng Minh Sơn ánh mắt lay động: Dịch Quân Vương sao? Chính là người đầu bảng trừ đế bảng tương lai đó sao? Phải, chính là hắn. Phong Vô Kỵ thở dài nói: Hắn có thể nói là đại địch của ta, không tận tay trừ bỏ được hắn, trong lòng ta có chút không cam lòng. Phượng Minh Sơn nghiêm túc nói: Không được giao đấu với người đứng đầu trừ đế bảng vẫn luôn là niềm nuối tiếc, lần này ta xuất sơn vẫn là muốn gặp hắn một phen. Phục Bảo Điền không dám dừng lại một khắc nào, hỏa tốc trở về Tiên Thiên Cung. Đi hơn 2 tháng, cuối cùng hắn tới phạm vi thế lực của Tiên Thiên Cung. Đột nhiên phía trước bùng sáng tử quang, Phục Bảo Điền tim khẽ động, nhìn về hướng ánh sáng tím đấy, thấy trên tinh không hiện lên một tòa cung điện, dựa vào xe ngựa của Tử Quang Quân Vương còn có mấy vị nữ tử thê thiếp của Tử Quang Quân Vương. Tại sao Tử Quang Quân Vương lại ở nơi đây? Phục Bảo Điền khó hiểu, tiến lại gần, một nữ tử thấy hắn cười nói: Có phải Phục Bảo Điền tiền bối không? Phục Bảo Điền gật đầu, vị nữ tử kia cười nói: Phu quân, Phục Bảo Điền tiền bối tới rồi. Tử Quang Quân Vương ra khỏi cung điện, Phục Bảo Điền vội vàng tiến lại: Tử Quang tiên sinh, Bảo Điền đã hoàn thành sứ mệnh ở bên cạnh Vũ Đô Lang hơn một năm, biết rõ về hắn. Ồ, vị đây là... Bên cạnh Tử Quang Quân Vương còn có một vị tiên thiên ma thần, thân hình cao to, mắt xanh râu dài, uy vũ phi phàm, là một vị đế quân. Không có nhiều tiên thiên thần ma tu luyện tới cấp đế quân, người này chắc chắn là người nổi trội ở trong số đấy. Vị đây là đế Tu La của Bích Lạc Cung. Tử Quang Quân Vương cười nói: Chuyến xuất hành này của ta là để tìm mời hắn xuất sơn trợ giúp đế quân đoạt thiên hạ. Người tới đúng lúc lắm, làm quen với đế La Tu La đi. Phục Bảo Điền tiến tới cười nói:
Phục Hy thần tộc Phục Bảo Điện bái kiến Đế Tu La. Đế Tu La mặt không chút biểu cảm, cũng không nói gì, cũng không đáp lễ. Phục Bảo Điện trong lòng rất là bất mãn, thế nhưng không làm gì được. Tử Quang Quân Vương nói: "Ghi chép của ngươi về Vũ Đô Lang đâu?" "Ở trong bắt ta đấy." Phục Bảo Điện cười, nhãn cầu tỏa sáng, chiếu ra những khoảng thời gian tiếp xúc với Vũ Đô Lang. Tử Quang Quân Vương nhìn hình ảnh, quan sát nhất cử nhất động và trí tuệ của hắn, một lúc lâu sau cuối cùng cũng xem được hết. Tử Quang Quân Vương mặt tối lại, nói nhỏ: "Trí tuệ tài cán của Vũ Đô Lang thua xa Dịch Tiên Sinh, cho dù động võ lực thì cũng cùng cảnh giới, cũng không bằng được Dịch Tiên Sinh." Phục Bảo Điền nặn ra nụ cười: "Nói như vậy thì Dịch Tiên Sinh không phải Lê Dương Thần Quân chuyển thế rồi. Tử Quang Tiên Sinh, đây là đại sự, đại công lao. Nếu cho đế quân biết, chắc chắn ngài sẽ chỉ bỏ hắn trừ hậu hóa. Đây là công lao bằng trời." "Ngươi yên tâm, công lao này là của ngươi, ta sẽ không tham công của ngươi." Tử Quang Quân Vương nghĩ ngợi nói: "Tại sao Dịch Tiên Sinh lại lấy danh của Lê Dương Thần Quân vào Tiên Thiên Cung ta đây? Ý đồ của hắn rốt cuộc là gì? Thân phận thực sự của hắn là gì? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?" Phục Bảo Điền mắt sáng lên, cười hề hề nói: "Dù tên nghịch tặc này có ý đồ gì đi chăng nữa thì cũng không thể dung thứ được nữa rồi. Nhất định phải giết chết hắn ta. Hắn thống lĩnh nhiều tinh binh cường tướng như vậy, nếu như phản bội thì chắc chắn là tai họa lớn với đế quân đấy." Tử Quang Quân Vương gật đầu, nghĩ ngợi nói: "Người nói đúng, rất đúng. Phục Bảo Điền, lần này người đã lập đại công, ta chắc chắn sẽ bẩm báo lên đế quân, chắc chắn đế quân sẽ trọng dụng ngươi. Người đâu, dâng rượu." Sử nữ đưa mỹ tiểu lên. Tử Quang Quân Vương mời Phục Bảo Điền ngồi xuống đối ẩm vài lượt. Tử Quang Quân Vương tiểu lượng không tốt, mời Đế Tu La đối ẩm với Phục Bảo Điền, còn hắn ra đứng ngoài cung điện. Đột nhiên cung điện đóng chặt cửa, uỳnh một tiếng nổ vang lên, rồi bên trong vang lên tiếng gầm phẫn nộ của Phục Bảo Điền, rồi khí tức khủng khiếp bùng nổ, giống như trong có hai đại cự thú đang giao đấu vậy. Tiếng động khủng khiếp đó ngay cả tòa cung điện này cũng không ngăn cản được, cung điện rung lắc dữ dội, dường như sắp sập. "Đế Tu La, ngươi làm gì vậy?" Tiếng kêu của Phục Bảo Điền vọng ra, rõ ràng là Đế Tu La đột nhiên hạ sát thủ với hắn. "Tử Quang Tiên Sinh, Đế Tu La điên rồi, hắn muốn giết ta, mau cứu ta." "Tử Quang Tiên Sinh, cứu ta." Tử Quang Quân Vương sắc mặt lạnh lùng, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài rồi nói nhỏ: "Tòa cung điện này cũng đủ vững chắc rồi, thật không hổ là bảo vật của Tiên Thiên Thần Ma." Một vị phu nhân nhìn tòa cung điện không hiểu hỏi: "Tướng công, bên trong đó..." "Trong đó rất bình thường." Tử Quang Quân Vương mặt bình tĩnh nói: "Đế Tu La thích máu, bảo ta cho hắn một vị đế quân đại viên mãn làm thức ăn, mới đi theo Tiên Thiên đế quân. Phục Bảo Điện chính là món ta cho hắn kìa." Ánh mắt hắn lạnh lẽo nói: "Dịch Tiên Sinh, hắn không phải Lê Dương Thần Quân, đi theo đế quân chắc chắn có âm mưu, không có ý đồ gì tốt cả. Nhưng giờ không phải lúc động tới hắn. Ta giúp đế quân giành thiên hạ, độc mộc khó chống. Có hắn giúp đế quân sẽ có thiên hạ nhanh hơn. Giờ vẫn chưa thể động tới hắn được, ta chỉ cần nắm được thóp của hắn thôi. Đến khi thiên hạ bình định thì mới là lúc hắn lên đường." Hắn mỉm cười nói: "Giờ vẫn chưa được cho đế quân biết chuyện này. Nếu như đế quân biết được, chắc chắn ngài sẽ khó giấu được Dịch Tiên Sinh bị hắn phát hiện. Hắn quá là thông minh, vì thế phải đành hy sinh Phục Bảo Điện. Dịch Tiên Sinh có ích hơn Phục Bảo Điện rất nhiều." Tòa cung điện rung chuyển một lúc rồi dần dần trở lại yên tĩnh. Tử Quang Quân Vương đẩy cửa, thấy Đế Tu La ngồi bên bàn ăn, miệng còn có một cái đuôi rắn đang nhai nhồm nhồm. "Đế Tu La, con mắt ta cần đâu?" Tử Quang Quân Vương nhíu mày: "Ở đây." Đế Tu La ném ra ba con mắt, chính là thần nhãn của Phục Bảo Điện. Tử Quang Quân Vương cất ba con mắt đi rồi nói: "Người có huyết tế rồi, giờ có phải nên cùng ta tới gặp đế quân rồi không? Cho ngươi một đế quân đại viên mãn chắc đủ rồi chứ." Đế Tu La đứng dậy: "Đi tới chỗ đế quân, những gì không nên nói ngươi đừng có nói." "Được." Trong Chấn Thiên Quan, trung nhà quan sát các quân thao luyện có âm khang thủy sư, Chấn Thiên Quan liền trở thành tường đồng vách sắt, khó lòng bị công phá. Nhưng nếu thiên hà thủy sư tập hợp các quân bộ khác của thiên đình tới tấn công thì vẫn có lòng mà chống đỡ nổi. Trung Nhạc suy nghĩ một hồi lâu, lắc mình biến thành kim ô giăng cánh bay lên không trung, dùng kim ô chi thân thi triển các loại nhục thân thần thông. Một lúc sau hắn đáp xuống đất, biến lại thành hình người, nghĩ ngợi một lúc rồi lại bay lên không, tiếp tục dùng kim ô chi thân
thi triển thần thông. Phu quân đang làm gì vậy? Kim Hà Hề đi tới, ngẩng lên nhìn Trung Nhạc thi triển tuyệt kỹ tấn công nhục thân của Kim Ô Thị, khó hiểu hỏi: Phu quân, chàng không phải Kim Ô thần tộc, tuy luyện được tiên thiên Kim Ô chi thân, thế nhưng cũng không thể phát huy ra được hết nhục thân Kim Ô thần tộc đâu. Trung Nhạc hạ cánh cười nói: Ta mượn Kim Ô chi thân suy đoán chiến cục chiến trường. Kim Hà Hề ngạc nhiên: Sao? Mượn Kim Ô chi thân suy đoán chiến cục sao? Trung Nhạc gật đầu, tế tinh đồ của Tử Vi tinh vực lên rồi cười nói: Phu nhân nàng xem, thế lực tiên thiên cung hình giống như thần điểu, ngự thiên quan và bích lưỡi quan là hai cánh, chấn thiên quan là đầu, thần điểu giang cánh bay, đầu chuyển động rồi tới hai cánh, vậy là thần điểu không ngừng vỗ cánh bay, không ngừng thôn tính, như vậy là có khả năng thôn tính cả thiên hạ. Kim Hà Hề gật đầu. Trung Nhạc nói tiếp: Ta tưởng tượng cục thế chấn thiên quan như một con thần điểu khổng lồ, chiến tranh dường như rất phiền phức, thâm sâu khó lường, khiến người ta không biết đâu mà lần, nhưng nó cũng có manh mối có thể lần theo. Cục thế của chấn thiên quan biến thành thần điểu, dùng thần thông nhục thân của Kim Ô Thị bải binh bố trận, chim và hai cánh liên động công kích là có thể hóa thần thông vào trong trận chiến được rồi. Nếu thần thông không có sơ hở, không có gì không thể công kích, vậy thì công kích của ta cũng không sơ hở, công phá được tất cả. Kim Hà Hề chợt bừng tỉnh: Thần thông còn có thể dùng như vậy sao? Trung Nhạc cười giải thích với nàng: Thần thông và chiến tranh là tương thông, nàng thử nghĩ mà xem, thần điểu tấn công cộng với tưởng tượng thế lực chấn thiên quan như các bộ phận của thần điểu, để con thần điểu này chuyển động, nếu thần thông không có gì sơ hở thì công thế của chấn thiên quan sẽ không có sơ hở, còn lại chỉ cần xem độ mạnh yếu của sức mạnh mà thôi. Kim Hà Hề cựng người, biến chiến tranh thành thần thông để thi triển. Suy nghĩ của vị phu quân này của nàng đúng là đặc biệt, nhưng hắn nói vậy cũng có lý. Kim Ô là hồng hoang dị chủng hung mãnh nhất, cho dù là nhục thân đối chiến cũng không có địch thủ, dùng Kim Ô làm trận thế đúng là cường đại vô địch. Phu quân, chàng không phải tiên thiên đế quân, e là không điều động được lũy bích quan và ngự thiên quan. Kim Hà Hề nhớ tới điều quan trọng rồi lên tiếng nói: Thủ lĩnh của lũy bích quan và ngự thiên quan luận chức quan không thua kém gì chàng, chàng không điều động được họ, thần thông chiến tranh của chàng sẽ không thể thi triển được. Trung Nhạc vẽ hai nét lên tinh đồ, nơi hắn vẽ là mấy tòa thánh địa gần với chấn thiên quan, hắn nối các thánh địa này lại, lập tức trở thành đôi cánh của chấn thiên quan. Chấn thiên quan biến thành một chiếc đầu thần điểu khá nhỏ, cánh đập cùng đôi cánh lớn. Đột nhiên con thần điểu này bay ra từ trong tinh đồ, bay lượn và tấn công một cách vụng về. Kim Hà Hề mắt sáng lên, vỗ tay tán thưởng: Phu quân biến thế lực của mình thành thần điểu, như vậy thi triển thần thông sẽ không có bất cứ trở ngại nào, thế lực của chàng dễ dàng điều động. Nhưng chàng không nghiên cứu sâu về kỹ năng chiến đấu của Kim Ô nhục thân, không bằng ta. Hơn nữa, chấn thiên quan tinh đồ của chàng có hai cánh, còn cộng thêm ba chân, vì thế phải chiếm lĩnh một số nơi, mỗi nơi có một tòa trọng trấn, bốn tòa tinh bảo, trong tinh bảo phải có tướng sĩ mạnh nhất trấn thủ, làm móng vuốt sắc bén của Kim Ô. Trung Nhạc quan sát tinh đồ, thấy nơi Kim Ô ba chân nàng chỉ có một số thánh địa của các thần tộc, ma tộc, nhưng liên kết không lớn, có thể công hạ. Kim Hà Hề vẽ thêm ba chân, con Kim Ô ba chân liền có khả năng bay lượn tấn công thân thoát. Phu nhân, chỉ bằng thế này đi, hai ta dùng pháp lực biến thành Kim Ô, dùng không dùng thần thông đánh cận chiến một trận. Kim Hà Hề cho tinh thần tràn ra, quan tưởng Kim Ô ba chân. Trung Nhạc cũng vậy, hai con Kim Ô đánh nhau trên không trung. Một lúc sau thì Kim Ô của Trung Nhạc bị xé xác tan tành. Trung Nhạc nhíu mày, thử liền hơn trăm lần, thế nhưng không lần nào không bị Kim Hà Hề giết. Kim Hà Hề cười nói: Phu quân, ta sinh ra đã là Kim Ô rồi, về chiến đấu nhục thân đương nhiên chàng không bằng ta. Tuy chàng có thể biến thành Kim Ô, thế nhưng không thể suy nghĩ như Kim Ô được, bản chất của chàng là người. Sao? Suy nghĩ giống như Kim Ô sao? Trung Nhạc cựng người, lắc mình biến thành Kim Ô ba chân, giang cánh bay lên. Kim Hà Hề cũng biến thành nguyên hình, hai con Kim Ô bay lượn trên bầu trời, chui vào vòng mặt trời rồi lại bay ra. Trung Nhạc tế tọa thụ, hai con đại điểu đáp súng tổ chim trên cây, nói chuyện bằng điều ngữ. Hai người sống trên tọa thụ, khát thì uống thái dương thần hỏa, đói thì cũng ăn thái dương thần hỏa, bất chi bất giác sống qua vài tháng. Thần ma chấn thiên quan thỉnh thoảng còn thấy hai con đại điểu cãi nhau rồi đánh nhau, lông chim bay tứ tung vô cùng kịch liệt. Hai con đại điểu cứ giam ba ngày lại cãi nhau một trận, lại đánh nhau một trận. Thần ma chấn thiên quan
đã không còn thấy lạ nữa, biết chúa công nhà mình và vị tân nương nương có sở thích kỳ lạ. Âm Phần Huyên xuất quan, đứng dưới cây ngẩng lên nhìn thì thấy Trung Nhạc và Kim Hà Hề lại đánh nhau. Hai con đại điểu bay qua bay lại quanh tại thụ, lông chim rơi lả tả. Con đực Trung Nhạc biến thành bị con cái cắn cho đầu đầy máu. Âm Phiền Huyên bất giác cười: "Hai người mau xuống đây, đừng có náo loạn nữa kìa." Trung Nhạc thu cánh đáp xuống bằng ba chân, vẫn là chân chim. Âm Phiền Huyên nhìn hắn, Trung Nhạc vội thu chân thứ ba lại, chân chim cũng thành chân người, ngượng ngùng nói: "Ta sắp quên mình không phải là Kim Ô rồi." Kim Hà Hề, người phủ lông vàng, đáp xuống cười: "Phu quân giờ cũng hiểu được 7-8 phần về cách chiến đấu của Kim Ô rồi, đủ để điều động chiến trường. Huyên tỷ có việc gì vậy?" Âm Phần Huyên nói: "Vừa rồi Phủ Quỷ Chi tiền bối cho ta biết đột nhiên không liên lạc được với Phủ Lê, nên ta vội vàng tới đây thông báo cho phu quân." "Sao? Không liên lạc được với Phủ Lê sao?" Trung Nhạc giật mình, vội lấy đồ đằng thần trụ thử liên lạc với Phủ Lê, không có tín hiệu, bất giác chau mày, trong lòng có phần bất an. 6 năm rồi Phủ Lê và Bệ Ngạn vẫn đang tháo chạy sự truy sát, đến giờ vẫn chưa trở lại. Nhưng cũng may Phủ Lê có đồ đăng thần trụ nên có thể liên lạc. Mấy năm nay Phủ Kỳ Chi vẫn liên tục liên lạc với Phủ Lê, biết được phương vị của hắn. "Phủ Lê sẽ không ăn Bệ Ngạn biểu huynh đấy chứ?" Âm Phần Huyên để lại tiếng tiêu trong thức hải của Phủ Lê để giúp hắn chấn áp tham niệm với Bệ Ngạn. Nhưng nếu tiếng tiêu bị Phủ Lê luyện hóa thì chắc chắn Phủ Lê sẽ không chống đỡ được sự mê hoặc mà ăn mất Bệ Ngạn. "Giờ cần tìm Phủ Lê, nhưng chín chấn 12 báo, chấn thiên quan cũng rất quan trọng, triệu tập chư tướng tới nghị sự." Một lát sau, chư thiên chấn thiên quan tới đông đủ, Trung Nhạc mở tinh đồ, vẽ ra hình Kim Ô giăng cánh ở trên tinh đồ rồi nói: "Chư vị, ta muốn dựng chín chấn 12 báo quanh chấn thiên quan. Những nơi này, chư quân hãy đem quân công hạ những nơi đấy, tạo thành đồn binh trọng trấn và tinh binh bảo lũy." Nói rồi Trung Ngạc liền lệnh cho Mục Tô Ca, Phù Liệt, Phù Văn, Âm Phiền Huyên mỗi người đều dẫn đại quân xuất chinh. Trung Nhạc gọi Kim Hà Hề tới nói: "Thời gian tới ta sẽ để lại phân thân, nhưng nàng vẫn là người quản lý đại cục, phân thân của ta chỉ trợ giúp cho nàng thôi." Kim Hà Hề giật mình kêu lên: "Ta chỉ huy đại quân chấn thiên quan sao? Chấn thiên quan có hơn 7.000 vạn đại quân thần ma, nếu ta có sai sót gì..." Chấn thiên quan hiện giờ ngoài 5.000 vạn thần ma còn có ma thần của Âm Khang Thị và Âm Khang Thủy Sư, số lượng lúc này đã lên tới hơn 7.000 vạn. Chấn thiên quan tuy lớn nhưng quá nhiều thần ma, đã vượt qua sức chịu đựng của chấn thiên quan. Vì thế Trung Nhạc định mở ra lục đại đốn quân trọng chấn khác. Trung Nhạc cười nói: "Thần ma của tiên thiên cấm quân nàng sẽ không chỉ huy, Âm Khang Thủy Sư cũng vậy, còn lại thì dưới quyền của nàng chỉ có 3.000 vạn thần ma. Thiên nữ của Kim Mô Thí, Kim Mô tộc trưởng tương lai, nữ đế của Kim Mô thần tộc chắc chắn sẽ không sợ đấy chứ." Kim Hà Hề cười nói: "Chấn thiên quan là căn bản của chàng, ta sợ có sai sót làm hỏng chuyện thôi." "Có phân thân của ta, lúc nào cũng có thể liên lạc với ta được." Trung Nhạc để lại 100 phân thân, gọi Phù Kỳ Chi tới nói: "Phù Lê mất tích ở chỗ nào?" Phù Kỳ Chi chỉ nên tinh đồ: "Là nơi này." Trung Nhạc nhìn rồi nhíu mày: "Gần như vậy sao? Đây là lãnh địa của Hoàng Đình Thị." Hoàng Đình Thị không xa chấn thiên quan là bao, với tốc độ của Phù Kỳ Chi thì chỉ nửa tháng là có thể từ Hoàng Đình Thị tới chấn thiên quan. Phù Lê tới nơi này là không liên lạc được, đúng là quỷ dị. "Hoàng Đình Thị có chút rắc rối rồi đấy." Hoàng Đình Thị, Đại Đình Thị vốn là một nhà, đều là đế tộc. Vì sinh ra hai vị đế, một chia làm hai, Đại Đình Thị ở lại đế tinh, Hoàng Đình Thị thì tọa lạc ở gần Tiên Thiên Cung. Hoàng Đình Thị là đế tộc, không có mấy người dừng chân ở lại đế tinh. Đại Đình Thị cắm rễ ở đế tinh, còn Hoàng Đình Thị thì hoạt động ở tinh vực. Phù Lê vào trong cương vực của Hoàng Đình Thị có lẽ là do bị hai đại đế quân truy sát vào trong lãnh địa của Hoàng Đình Thị rồi mất liên lạc. Không thể nói là không liên quan tới Hoàng Đình Thị, nhưng muốn vào đế tộc cứu người thì thật sự nguy hiểm. "Kỳ lão, ngươi đi cùng ta." Trung Nhạc ánh mắt lay động, đột nhiên mở miệng thốt ra đạo ngữ trầm thấp, đó là tiên tiên thần ngữ thời đại hắc ám. Đột nhiên hư không chấn động, một con thuyền lớn cổ xưa phá không hiện ra. Con thuyền nghìn cánh mà các tiên thiên thần vương thời đại hắc ám như Đại Tư Mệnh tạo nên là thần khí có thể xuyên qua đạo giới. Con thuyền cổ này lai lịch quá lớn, Trung Nhạc cũng sợ bị kẻ khác dòm ngó nên bình thường giấu ở trong không gian.
Phù Kỳ Chi và Trung Nhạc lên thuyền, Hỗn Độn Vũ cũng cầm phù tăng thần thụ theo lên thuyền. Con thuyền bắt đầu vô cánh, nháy mắt phá không bay đi. Hai ngày sau, con thuyền tới gần lãnh địa của Hoàng Đình Thị. Trung Nhạc dừng thuyền, đưa ngón tay trỏ vạch khẽ lên mi tâm của mình. Thần nhãn hiện ra nhìn về phía lãnh địa của Hoàng Đình Thị. Lãnh địa của Hoàng Đình Thị được tạo thành từ hơn 10 mảnh thánh địa. Tòa thánh địa trung tâm vô cùng cổ xưa, trong các tòa thánh địa đều dày đặc thiên địa đại đạo, thậm chí còn hóa hình thành cảnh tượng nghìn vạn đạo cầu vồng vây quanh thánh địa trung tâm. Đại đạo lai chiếu. Sắc mặt Trung Nhạc kịch biến, kêu lên: Hoàng Đình đại đế của Hoàng Đình Thị còn sống không? Phù Kỳ Chi lắc đầu: Hoàng Đình đại đế không thể nào còn sống được. Nếu hắn còn sống thì phải 16 vạn tuổi rồi. Hắn không phải tiên thiên thần ma, không thể sống được tới giờ. Dị tướng vạn đạo lai chiều này có lẽ là món đế binh của Hoàng Đình đại đế chư thiên thần đạo chung tạo nên. Chư thiên thần đạo chung sao? Thần nhãn của Trung Nhạc tỏa sáng, nhìn về phía thánh địa Hoàng Đình, quả nhiên thấy thấp thoáng một chiếc chuông lớn vô hình đang chuyển động. Văn lý trên thân chuông hình thành nghìn vạn đại đạo, nhìn qua giống như vạn đạo lai chiều. Đột nhiên bên tai Trung Nhạc vang lên tiếng chuông, da đầu của hắn tê dần, tiên thiên thần ngữ thoát ra khỏi miệng. Con thuyền vèo một cái ẩn mình vào trong hư không, lướt đi trong vô số không gian. Phía sau con thuyền, không gian nổ tanh tách, bị tiếng chuông đó chấn động đến tan rã. Tiếng chuông cuồn cuộn đi tới đâu chư thiên tỏa sáng như minh châu, uy năng hủy diệt, nhằm thẳng con thuyền nghìn cánh mà lao tới. Ánh mắt của Trung Nhạc đã động tới chư thiên thần đạo chung, dẫn tới cảm ứng của linh trong chiếc chuông này, gây nên một luồng uy năng. Nếu không phải Trung Nhạc phản ứng nhanh điều khiển con thuyền tránh đi, thì chỉ sợ họ đã tan thành cho bụi cả rồi. Đó là đế uy, uy năng của đế binh, lẽ nào họ lại kháng cự nổi sao? Con thuyền cổ tránh được uy năng của đế binh, nháy mắt đi qua vô số không gian. Đột nhiên oanh một tiếng, con thuyền đột phá bức vách không gian, tới một khoảng không gian tĩnh lặng vô cùng. Nghìn đôi cánh của con thuyền liên tục đập mạnh. Trung Nhạc và Phù Kỳ Chi cùng Hỗn Độn Vũ ở trên thuyền, ánh mắt đều sững sờ nhìn cảnh tượng phía trước. Trong không gian này không có bất cứ sinh linh nào, không có bất cứ vật thể nào, không có các vì sao, không có mặt trời, không có nước, cũng không có lục địa, chỉ có các linh hồn khổng lồ, vô số linh hồn vĩ đại phát ra ánh sáng vô cùng tận, chiếu sáng không gian thần bí này. Có linh hồn đang ngủ, có linh hồn đang khô héo, có linh hồn xung quanh là tế tự chi lực của hạ giới. Vô số linh hồn cứ viêu giật trong không gian tĩnh lặng, bay lướt qua con thuyền cổ. Đây chính là hư không giới. Uỳnh uỳnh. Rồi con thuyền cổ bị một luồng năng lượng lớn áp chế, bị đẩy ra khỏi hư không giới, trở lại Tử Vi tinh vực. Ở phía sau, uy năng của chư thiên thần đạo chung mất đi cảm ứng với họ, uy năng tiêu tan, không truy sát tới nữa. Thật kỳ lạ, tại sao thần đạo chung đột nhiên lại chấn động vậy? Trong Hoàng Đình Thị, các vị thần nhân đi ra nhìn quanh, lập tức có hàng ngàn vạn đạo thần thông chiếu rọi bốn phương tám hướng. Con thuyền cổ của Trung Nhạc ẩn mình trong không gian, liên tục di chuyển, không bị những vị thần nhân kia phát hiện ra. Con thuyền này có thể vào hư không giới sao? Phù Kỳ Chi chấn động kêu lên: Chúng ta có thể dùng nó để vào hư không giới, gặp các vị liệt tổ liệt tông phục khí thí. Có lẽ không được đâu. Trung Nhạc lắc đầu nói: Vừa giờ chúng ta chỉ là vô tình đi vào, không thể dừng lại trong hư không giới. Vào hư không giới có lẽ không thể đem vật chất được, có vật chất là sẽ bị đẩy ra. Phù Kỳ Chi khựng người gật đầu. Vừa rồi họ dựa vào quán tính của con thuyền vào trong hư không giới, nhưng lại bị đẩy ra. Rõ ràng Trung Nhạc đã nói đúng, có vật chất là không thể vào trong hư không giới được. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ vào trong hư không giới, sớm muộn gì cũng sẽ gặp liệt tổ liệt tông của Phục Khí Thí. Trung Nhạc khít sâu một hơi, ánh mắt lóe tinh quang. Nhưng không phải bây giờ, không biết con thuyền này có thể xuyên qua chiếc chuông kia vào Hoàng Đình Thánh Địa hay không. Chư thiên thần đạo chung bao trùm Hoàng Đình Thánh Địa, muốn vào trong không hề dễ dàng. Tuy con thuyền nghìn cánh này là dị bảo do các cổ thần vương tạo ra để vào đạo giới, nhưng dù sao nó cũng đã cũ nát, có xuyên qua được chư thiên thần đạo chung hay không thì hắn không tự tin. Kỳ lạ một điều, chư thiên thần đạo chung là đế binh sẽ không phải lúc nào cũng duy trì toàn bộ uy năng. Ví dụ như cây phủ tăng thần thụ của Hỗn Độn Vũ cũng là đế binh, bình thường chỉ là một cành cây, chỉ khi gặp nguy hiểm mới bùng phát uy năng, biến thành thần thụ đỉnh thiên lập địa. Còn uy năng của chư thiên thần đạo chung đã hồi phục hoàn toàn, điều này không đúng với lẽ thường. Hoàng Đình Thị rốt cuộc muốn làm gì đây? Thần nhãn của Trung Nhạc vẫn nhìn về phía tòa thánh địa Hoàng Đình Thị.
Hoàng Đình Thị thực sự quá gần Trấn Thiên Quan. Khoảng cách gần như vậy, nếu đột nhiên Hoàng Đình Thị tấn công Trấn Thiên Quan thì e rằng là Lũy Bích Quan và Ngự Thiện Quan đều không kịp chi viện. Dù sao, đó cũng là một đế tộc có đế binh và đế linh. Hơn nữa, Thái Đình Thị và Hoàng Đình Thị lại là chủng tộc huynh đệ. Tâm cảnh của Trung Nhạc nặng nề, thất đế đoạt vận, Hoàng Đình Thị rút cuộc đứng về bên nào? Đột nhiên tim hắn giật thót, nhìn thấy một tòa thánh địa của Hoàng Đình Thị, hàng nghìn tòa cung điện giống như thiên cung. Trên những tòa đại điện này, thậm chí còn thấy rất nhiều đồ đằng văn lý quen thuộc. Đồ đằng văn lý chỉ phục khi thần tộc mới có. Mảnh vỡ thiên đình thời đại địa kỷ. Trung Nhạc kinh ngạc, đế tinh của thời đại địa kỷ vỡ thành các thiên hà chi châu, thiên đình cũng vỡ theo. Mảnh vỡ thiên đình không có tung tích, không ngờ một mảnh lại rơi vào trong Hoàng Đình Thị, biến thành một tòa thánh địa của Hoàng Đình Thị. Trung Nhạc đột nhiên nói: Tân Hóa, ngươi điều khiển nhục thân của ta thi triển Tam Mục Thiên Đồng Phá Vọng Thiên Kinh, tìm tung tích của Phù Lê và Bệnh Án. Tân Hóa nghe vậy lập tức tiếp quản nhục thân của Trung Nhạc. Thần nhãn trên mi tâm sáng gấp tỷ lần, thần quang lóe lên chiếu sáng tầng tầng không gian, chiếu rọi mọi bí mật. Cách tầng tầng không gian và tầng mây, mọi thứ trong Hoàng Đình Thị đều được Tân Hỏa nhìn thấy rõ ràng. Tam Mục Thiên Đồng Phá Vọng Thiên Kinh là tuyệt học của Hy Hạo Đế, thiên đế đời thứ 9 của Phục Hy Thị, có tiếng là phá mọi hư ảo. Nói đơn giản là nhìn thấu mọi bí mật, nhìn ai người đó chết. Tân Hỏa ngủ vùi khi Hy Hạo Đế tại vị, hắn có công pháp Tam Mục Thiên Đồng Phá Vọng Thiên Kinh hoàn chỉnh. Tam Mục Thiên Đồng của Phong Trấn Lão Tổ không hoàn chỉnh, nhưng đủ để hắn luyện tới đế cảnh. Còn Tân Hỏa có Tam Mục Thiên Đồng hoàn chỉnh, hơn nữa là lĩnh ngộ đế cấp, tương đương với đích thân Hy Hạo Đế thi triển ra. Cho dù Hy Hạo Đế chỉ là chân thần cảnh thì cũng không hề tầm thường. Trước ánh nhìn của Tân Hỏa, tuyệt đại đa số phong ấn, phong cấm, trận pháp của Hoàng Đình Thị đều biến thành các tầng lưới. Mọi thứ bên trong đều trở nên rõ ràng, không còn thứ gì là bí mật nữa. Thậm chí ngay cả cung điện huy hoàng dưới sự chiếu rọi của thần quang trong mắt Tân Hỏa cũng trở thành trong suốt. Trung Nhạc nhìn qua thần nhãn của mình tìm kiếm Phù Lê, đột nhiên tiếp đập mạnh kêu lên: Đó là Vũ Lâm Quân và Thiên Hà Thủy Sư, còn có Bàn Hoạch Thủy Sư. Qua Tam Mục Thiên Đồng mà Tân Hỏa thi triển, hắn nhìn thấy rõ ràng trong các cung điện thiên đình tiền triều ẩn chứa hàng nghìn vạn thần ma. Thiên Hà Thủy Sư của thiên đình và các con thuyền chiến được chuyển vào trong những cung điện này, còn cả vô số điều dực thần vũ của Vũ Lâm Quân. Ngoài ra còn có Bàn Hoạch Thủy Sư. Bàn Hoạch Thủy Sư rất dễ để nhận ra. Bàn Hoạch Thị có ba đầu ba mắt, trong mắt là một vầng trăng sáng. Trong hàng vạn cung điện, Bàn Hoạch Thủy Sư, Thiên Hà Thủy Sư và Vũ Lâm Quân đang lặng lẽ tiềm phục. Hoàng Đình Thị và thiên đình liên thủ, hoặc có thể nói là Hoàng Đình Thị đầu quân cho đế minh thiên đế rồi. Tim Trung Nhạc trùng xuống, Hoàng Đình Thị đầu quân cho đế minh thiên đế cũng có thể hiểu được, nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng Thiên Hà Thủy Sư, Bàn Hạch Thủy Sư và Vũ Lâm Quân bất chi bất giác đã tới Hoàng Đình Thị, ngay chút thông tin cũng không có. Tử Quang Quân Vương nắm giữ tình báo của Tiên Thiên Cung, làm thế nào vậy? Mấy nhánh địa quân này đều sắp tới cửa Trấn Thiên Quan ta rồi mà hắn không có chút thông tin gì. Lẽ nào Trấn Thiên Quan đã bị thiên đình nhìn thấu hết rồi sao? Trung Nhạc định thần lại, cũng may lần này hắn tới Hoàng Đình Thị, nếu không ai là đến khi ba đại quân này tới cửa Trấn Thiên Quan thì hắn mới biết. Hắn tiếp tục tìm kiếm Phù Lê, không lâu sau cuối cùng cũng thấy hắn trong một tòa lao ngục. Phù Lê lúc này bị treo trong ngục, bên ngoài có rất nhiều cường giả canh giữ. Tòa lao ngục này có lẽ từng là thiên lao của thiên đình thời kỳ địa kỷ giam cầm trọng phạm, chỉ là Tiểu A Hoa Bệ Ngạn thì không có ở trong đấy. Trung Nhạc tìm một lượt thiên lao nhưng không thấy bóng dáng Bệ Ngạn đâu nữa. Tân Hỏa rời ánh mắt tiếp tục nhìn quanh, mục lực của Tam Mục Thiên Đồng quét qua chư thiên thần đạo chung không đồng tới cảm ứng của nó. Kỹ xảo của Tân Hỏa rõ ràng cao thâm hơn Trung Nhạc rất nhiều, ngay cả linh của chiếc chuông kia cũng không phát hiện được dị thường. Đột nhiên tim Trung Nhạc trùng xuống, hắn thấy Tiểu A Hoa Bệ Ngạn trong một tòa thánh điện. Đứa nhỏ mập mạp lúc này đang ngồi trong một chiếc đại đỉnh, phía dưới là một cái lò lớn, trong lò là thần hỏa đang rừng rực cháy. Trên đại đỉnh là trùng trùng phong ấn, đang có mấy vị thần ma Hoàng Đình Thị vận chuyển thần dược nhiều như ngọn núi nhét vào trong đỉnh. Bệ Ngạn ngồi trong núi thần dược, mặt bất lực, cầm các cây linh dược nhét vào mồm nhai, không biết đang nói cái gì. Bên cạnh cái lò, mấy vị lão giả Hoàng Đình Thị đang thổi lửa đánh giá các đạo ấn pháp, rõ ràng là muốn luyện chế cả đứa nhỏ và thần dược thành linh đan. Mấy vị lão giả đều là đế cấp, có lẽ là tộc lão của Hoàng Đình Thị. Tân Hỏa di chuyển thần nhãn, Trung Nhạc lại thấy trong một tòa thánh điện khác,
thống soái thiên hà thủy sư Lâu Chính Sư đang cùng mấy vị cường giả cường hãn tới mức đáng sợ ngồi thương nghị điều gì đấy. Bên cạnh Lâu Chính Sư là Bàn Kê tộc trưởng Bàn Hoạch Thị, bên cạnh Bàn Kê là Tuế Kinh Hồng, thống soái Vũ Lâm Quân, cũng là một vị đế quân đỉnh phong. Trên chính tọa có lẽ là tộc trưởng Bàn Hoạch Thị Đình Đạo Cực. Phía sau Đình Đạo Cực là hai vị thần ma, một già một trẻ. Thần ma tuổi trẻ dường như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng lên nhìn về hướng của Trung Nhạc. Trung Nhạc giật mình, vội vàng nói: "Tân Hỏa, mau nhắm mắt lại." Tân Hỏa nhắm mắt thần nhãn lại. Vị thần ma trẻ tuổi kia nhìn quanh không thấy thứ gì, trong lòng càng ngạc nhiên. Trong thánh địa, Đình Đạo Cực cười nói: "Phong Sầm, sao đột nhiên lại nhìn quanh vậy?" "Có thứ gì đó trong hư không đang nhìn lén chúng ta." Vị thần ma trẻ tuổi Phong Sầm đột nhiên mở con mắt trên mi tâm: "Để ta dùng Tam Mục Thiên Đồng nhìn xem sao." "Tam Mục Thiên Đồng ư?" Lâu Chính Sư ngạc nhiên: "Đó là tuyệt học của Phục Hy Thị Tiền Triều, nghe nói chỉ Phục Hy mới luyện thành được, tại sao Hoàng Đình Thị cũng tu luyện được vậy?" Hoàng Đạo Cực vuốt râu cười nói: "Lâu sư huynh không biết đó thôi, Hoàng Đình Thị ta năm xưa dẹp phản loạn Phục Hy Thị, từng thu thập được không ít thần huyết Phục Hy Thị, giờ vẫn còn huyết trì của Phục Hy Thị. Con ta Phong Sầm thiên tư tuyệt đại, luyện hóa Phục Hy thần huyết luyện vào con mắt của mình, cuối cùng cũng tu thành Tam Mục Thiên Đồng." "Thì ra là vậy." Lâu Chính Sư thán phục nói: "Năm đấy Phục Hy Thị làm loạn, Hoàng Đình Thị cũng là chủ lực, xuất hiện rất nhiều vị hy sinh nhiệt huyết vì thời đại thần kỳ ta. Phong Sầm tiểu hữu à, ngươi thấy được gì vậy?" Phong Sầm lắc đầu: "Kẻ vừa rồi nhìn chúng ta đã đi rồi, ta không tìm được hắn." Lâu Chính Sư ngạc nhiên: "Lẽ nào là cường giả Chấn Thiên Quan tới thăm dò Hoàng Đình Thị sao?" "Chấn Thiên Quan có người cỡ đó sao?" Đình Phong Sầm cười nói: "Chấn Thiên Quan chẳng qua chỉ là một lụn đất nhỏ ở trước mặt Hoàng Đình Thị ta mà thôi, lúc nào cũng có thể săn bằng." Lâu Chính Sư nhíu mày: "Không thể coi thường Dịch Quân Vương, thực lực của hắn..." Đình Phong Sầm cười lắc đầu: "Lâu sư bá, bá không biết uy năng của Tam Mục Thiên Đồng, con mắt này của ta nhìn ai là kẻ đó chết. Ta tu vi thần hoàng, đến khi đại quân chúng ta tới Chấn Thiên Quan gọi tên Dịch Quân Vương đó ra, ta nhìn hắn một cái sẽ khiến cho hắn không kịp trở tay, lập tức hồn tiêu phách tán kìa." Lâu Chính Sư thấy hắn nói ngông cuồng, tim kẽ động cười nói: "Ta gọi một vị tạo vật chủ tới, nếu ngươi dùng thần nhãn gây thương thế cho hắn được thì ta tự nhận ngươi có bản lĩnh đấy. Thịnh Bá Công, ngươi vào đây." Một vị tạo vật chủ của Thiên Hà Thủy Sư bước vào, cúi người nói: "Lâu thống soái có gì dặn dò?" Lâu Chính Sư cười: "Ngươi đứng yên tại đó để Phong Sầm tiểu hữu nhìn ngươi, để xem uy năng của Tam Mục Thiên Đồng của hắn." Thịnh Bá Công nhận lệnh, đứng đó không động đậy. "Ta có thể dùng tới động thiên không?" Lâu Chính Sư nhìn Đình Phong Sầm, Đình Phong Sầm gật đầu. Lâu Chính Sư cười nói: "Có thể." Thịnh Bá Công thân mình hơi run lên, quanh người lập tức xuất hiện một mảng động thiên rộng lớn. Thấy động thiên mưa liên miên mù mịt bao trùm bán kính trăm vạn dặm, mưa đó không phải là mưa thường mà là do đại đạo của hắn biến thành, đó là âm vũ động thiên của hắn. Trong động thiên chứa năng lượng phi phàm. Đình Phong Sầm thi triển Tam Mục Thiên Đồng, đột nhiên ba đạo thần quang bắn ra, oanh một tiếng, âm vũ động thiên của Tịnh Bá Công bị đạo thần quang tạo ra từ ba đạo thần quang kia cuốn vào nhau xuyên qua. Một thân hình khổng lồ bay ngược ra sau, lại oanh một tiếng nữa, Tịnh Bá Công đập lên tường thành thánh điện. Tịnh Bá Công nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, thổ huyết ngục ngọc, ngực bị xuyên một lỗ lớn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đúng là lợi hại. Lâu Chính Sư, Bàn Kê và Tuế Kinh Hồng đều kinh thán. Tuế Kinh Hồng thở ra một hơi khí đục tán thưởng: "Không hổ là công pháp thần thông do địa hoàng thời đại địa kỷ sáng tạo, Tam Mục Thiên Đồng đúng là lợi hại, đúng là có uy năng nhìn ai nấy chết." Đình Phong Sầm nhắm thần nhãn lại cười nói: "Ta đã thử qua một chút, uy lực của Tam Mục Thiên Đồng vẫn có thể mạnh hơn nữa, hơn nữa còn không có thần quang dị tướng như là vừa rồi. Thần quang của Tam Mục Thiên Đồng có thể xuyên qua không gian, trực tiếp kích sát nguyên thần của đối phương. Lâu sư bá, ta có thể giết Dịch Quân Vương không?" Lâu Chính Sư gật đầu tán thưởng: "Đủ để giết hắn rồi. Bao giờ tới Chấn Thiên Quan, khi Dịch Quân Vương ra ngoài, người sẽ nhìn hắn một cái cho chết hắn đi. Chỉ cần Dịch Quân Vương chết đi thì Chấn Thiên Quan nằm gọn trong lòng bàn tay. Cho dù không nhìn chết được hắn thì chúng ta cũng không có tổn thất gì cả." Tất cả cùng nhìn nhau cười ha hả.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Thánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.